lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 386, sóng gió lại nổi lên. Tang lễ của Trần Tố Anh long trọng thế nào, thì tang lễ của Tần Nhã Hân giản dị thế nấy. Tần Chấn Lâm an táng Tần Nhã Hân trong cùng một khu mộ, nhưng là chỗ ở trong góc, nơi hẻo lánh nhất. Thượng Quan Ân không hiểu, nói, tại sao ông lại chôn ở chỗ khuất như vậy? Tần Nhã Đan cũng được chôn trong khu mộ này, nhưng ở vị trí tốt hơn nhiều. Người đã chết đi thì chỉ còn lại một nắm cho, chôn ở đâu cũng vậy thôi. Tần Chấn Lâm già cỗi, đốt không ít tiền giấy cho Tần Nhã Hân, nói kiếp sau đầu thai kiếm nhà nào tốt một chút để vào, để có cha mẹ thương, có anh chị em thương. Tần Chấn Lâm cảm thấy rất áy náy với cô con gái Tần Nhã Hân này. Ông ta vừa đốt giấy tiền vừa nói, tôi chưa từng quan tâm gì đến hai chị em Nhã Hân và Nhã Đan, ở bên ngoài cũng không có mấy người biết tụi nó là con gái của tôi, tụi nó chỉ là cô nhi trong cô nhi viện, không cha không mẹ. Mẹ chúng nó nhân lúc tôi không có ở đây đã đưa hai đứa con gái vào cô nhi viện, lúc đó tôi cũng giận dỗi, nên chưa từng đi tìm. Lúc đó, Tần Chấn Lâm không hề yêu người vợ trước, trái lại có quan hệ mờ ám không rõ ràng với không ít phụ nữ bên ngoài. Sau khi Lệ Uyển tức giận bỏ đi, tim của ông ta cũng chết theo rồi, không phải là Lệ Uyển, người phụ nữ trên giường là ai cũng như nhau cả. Mãi đến sau này Tần Chấn Lâm mới tìm thấy hai chị em họ. Lúc đó, hai chị em đều bày tỏ không muốn trở về địa sát, muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Vì vậy đối với người ngoài, hai chị em Tần Nhã Hân và Tần Nhã Đan vẫn luôn là cô nhi, nhưng cũng âm thầm làm việc cho địa sát. Cho đến sau đó nữa, sức khỏe của Tần Nhã Đan không ổn, Tần Chấn Lâm ép buộc đưa cô ta về. Có lẽ cũng vì tuổi tác đã lớn nên bắt đầu coi trọng người trong gia đình, dù sao cũng là con gái của mình, đương nhiên là hy vọng có thể ở bên cạnh mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Nhã Đan cố chấp, tuyệt vọng mà tự sát. Tần Nhã Hân càng cố chấp hơn, thà cùng chết với Tô Yên cũng không muốn buông bỏ chấp niệm trong lòng. Tần Chấn Lâm thở dài một hơi nặng nề, Thượng Quan Ân, ông nói xem nếu như hai chị em nó vẫn luôn ở bên cạnh tôi dạy dỗ chúng nó thật tốt, liệu chúng nó sẽ đi đến bước đường như ngày hôm nay không? Vành mắt Tần Chấn Lâm ẩm ướt, nói rồi nước mắt rơi xuống. Nỗi đau mất con thật sự là một cú đả kích rất lớn với ông ta. Tần Chấn Lâm hối hận. Đây là báo ứng của ông ta vì đã tạo nghiệt lúc còn tuổi trẻ bồng bột. Thượng Quan Ân an ủi và khuyên ngăn, ông hãy nén đau buồn đi. Ông ấy thật sự không tìm được lời nào để an ủi, dù sao người đã chết rồi cũng không thể sống lại. Ông và Tiểu Uyển về trước đi, tôi ở lại đây thêm một lúc nữa, đưa tiễn Nhã Hân một đoạn. Thượng Quan Ân đi về phía Lệ Uyển ở cách đó không xa. Đi thôi, để một mình ông ấy ở đó đi. Được. Lệ Uyển không yên tâm mà nhìn về phía Tần Chấn Lâm một cái, rồi rời đi theo Thượng Quan Ân. Sau khi hai người lên xe, Thượng Quan Ân hỏi, Tiểu Uyển, bà vẫn định trở về sao? Vấn đề này, Thượng Quan Ân đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Tim của phụ nữ đều được làm từ nước, Tần Chấn Lâm liên tiếp mất đi hai đứa con gái. Lệ Uyển mềm lòng ở lại cũng không phải là không có khả năng. Lệ Uyển im lặng một lúc, nói, Thượng Quan, tôi muốn trở về nhà họ Tô. Bà về nhà họ Tô làm gì? Thượng Quan Ân ngạc nhiên, trên danh nghĩa thì Lệ Uyển và vợ của Tô Đình Nghiêm, nhưng đã mười mấy năm trôi qua, quan hệ này cũng có thể bỏ đi rồi. Mấy đứa con đều đang ở đó, tôi đâu thể đi được nữa. Lệ Uyển nói, năm đó Hải Vân nhờ tôi chăm sóc Tiểu Duy, tôi nghe nói bệnh của Tiểu Duy lại có dấu hiệu tái phát. Lâu Doanh cũng bỏ đi không một lời, Thượng Quan, ông có thể không cần ở bên cạnh tôi nữa. Mấy năm nay bà ở đâu, tôi ở đó, đã quen rồi. Thượng Quan Ân cười nói, bà nói về nhà họ Tô, vậy chúng ta sẽ về nhà họ Tô. Lệ Uyển muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, được. Thượng Quan Ân khởi động xe, lái về hướng nhà họ Tô. Ông ấy và Lệ Uyển quen biết nhau nhiều năm như vậy. Sao lại không đoán ra được suy nghĩ trong lòng của bà ấy chứ? Tần Chấn Lâm mới là người mà Lệ Uyển không yên tâm nhất. Sắc trời dần tối. Những người trong khu mộ đã dần rời đi hết, cả khu mộ trở lại dáng vẻ vắng vẻ hiu quạnh. Lúc này, một người đàn ông đội nón, mặc áo khoác màu đen cầm theo một bó hoa tươi, đi về phía bia mộ của Tần Nhã Hân. Người đàn ông đặt bó hoa xuống, tháo mũ ra, ngẩng đầu, để lộ gương mặt, đó là Chu An. Chu An cúi đầu ba lần với bia mộ, thái độ thành kính, lên đường bình an. Lúc này, một tiếng cười khẩy truyền đến.
người cũng đã chết rồi, lúc này còn giả vờ thành kính để làm gì, giả tạo. Chương 387, sợ rồi. Chu An cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đứng cách mình mấy mét. Người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đen, ngoại trừ mắt ra thì trên mặt không hề lộ ra gì cả, trông có vẻ vô cùng bí ẩn. Hai tay người đàn ông để trong túi, cơ thể dựa vào một bia mộ, một chân cong lên, trông có hơi kiêu ngạo và cả lơ phất phơ. Tác phong này rất giống với mấy tên huýt sáo trêu chọc con gái ở trên đường. Hắc ưng, hợp tác của chúng ta đã kết thúc rồi. Chu An nói một cách không cảm xúc, sau đó đội nón lên, chuẩn bị rời đi. Hắc ưng chỉ là biệt danh của người đàn ông, Chu An cũng chỉ biết đối phương tên là Hắc ưng, đại ca của Vương Bài hiện tại, ngoài ra thì anh ta không biết gì cả, thậm chí là chưa nhìn thấy qua mặt của đối phương. Trước kia Thiên Lang bị Ngô Sở Long và Lương Văn Dũng chia nhau, nhưng đột nhiên lại lòi ra một Hắc ưng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hợp nhất Thiên Lang lại, đổi tên thành Vương Bài. Đối với Chu An mà nói, Hắc ưng không chỉ bí ẩn mà còn nguy cùng nguy hiểm, cách xa đối phương ra là tốt nhất. Hắc ưng đứng thẳng người, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Chu An, hợp tác của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tần Nhã Hân không chỉ không thiêu chết Lục Cận Phong, mà suýt nữa đã thiêu chết Tô Yên, hoàn toàn không giống với thỏa thuận trước đó của chúng ta, ai bảo các người phóng hỏa. Anh còn muốn thế nào? Chu An tức tối, cô cả đã chết rồi, thi thể chôn luôn ở trong đó, ông đây mặc kệ anh và Lục Cận Phong đấu tranh với nhau thế nào, cũng không liên quan gì đến địa sát, ông đây cũng sẽ không tham gia vào nữa. Đồ vô dụng. Bước chân của Hắc ưng vô cùng nhanh, Chu An còn chưa kịp tránh né, đối phương đã đến trước mặt anh ta, xách cổ áo anh ta lên, đồ rác rưởi vô dụng, dám tính toán tôi, dám làm tổn thương cô ấy, vậy thì dẹp đi. Một luồng sáng sắc lạnh lướt qua đáy mắt Chu An, là dao. Đối phương muốn giết anh ta. Sắc mặt Chu An thay đổi, đạp một chân về phía Hắc ưng trở tay đánh một đấm vào lồng ngực Chu An. Chu An lùi hai bước. Ánh mắt chú ý đến thau lửa vừa đốt giấy lúc nãy, không chút do dự cầm thau lửa đập vào Hắc ưng. Cho tàn văng ra, bay vào trong mắt, Hắc ưng vô thức đưa tay che trước mắt, bảo vệ mắt mình. Chu An nhân cơ hội tập tễnh chạy đi, một lúc sau đã không thấy bóng dáng nữa. Hắc ưng bỏ tay xuống, ánh mắt tìm quanh bốn phía, không còn thấy ai nữa. Đột nhiên, một luồng khí và máu xông lên, tim truyền đến một trận đau thắt, Hắc ưng vịn vào bia mộ. Ho một cách gấp gáp và kiệt liệt, một lúc lâu mới dịu lại. Nhà cũ nhà họ Lục. Trong phòng của ông cụ Lục. Sức khỏe của ông cụ Lục không tốt, đang nằm trên giường, đắp chăn nghỉ ngơi. Ông nội, hay là cháu đưa ông đến núi Đào Hoa dưỡng bệnh nhé, không khí trên núi tốt, lại yên tĩnh, cũng có ông Viên bầu bạn. Ông già đó, biết bao nhiêu năm không xuống núi rồi, một mình sống trên núi, đúng là nhàn hạ. Ông cụ Lục hừ một tiếng. Nổi nóng, đến núi Đào Hoa cũng không tệ, nhưng cháu cũng phải để cục cưng Hạ Phi đến ở cùng ông một thời gian, không có hai đứa nhỏ này ở cùng, ông không nhớ chết chúng mới là lạ. Có lẽ hai đứa nó không thể cùng ông nội đến núi Đào Hoa rồi. Lục Cận Phong lấy thuốc mà ông cụ Lục phải uống ra, đưa cho ông cụ, mấy ngày nữa, cháu định đưa bọn chúng lên đảo. Sắc mặt ông cụ Lục chấn động, sao đang yên ổn lại đưa bọn chúng lên đảo làm gì? Bây giờ Tần Nhã Hân cũng đã chết rồi. Ai còn dám dòm ngó đến chúng nữa? Nếu đưa chúng lên đảo rồi, muốn gặp mặt một lần cũng không dễ gì. Làm cha mẹ cũng không thể bảo vệ chúng cả đời, đây cũng là ý của hai đứa nó. Lục Cận Phong nói, trong nhà còn có hai đứa nhỏ nữa, một mình Yên Yên cũng không chăm sóc hết được, đưa hai đứa lớn lên đảo cũng yên tâm hơn. Ông cụ Lục nhớ đến khoảng thời gian này, hai đứa nhỏ bị nhắm vào mấy lần, ông ấy cũng rất lo lắng. Nhà họ Lục càng đứng cao thì càng bị người ta dòm ngó. Ông cụ Lục thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại do dự, hỏi Tiểu Phong, bên Thừa Mẫn thế nào rồi? Đã có kết quả chưa? Hàng mày kiếm của Lục Cận Phong lạnh lùng nhíu lại, cân nhắc một lúc, nói thời hạn 20 năm. 20 năm, tinh thần của ông cụ Lục dường như sụp đổ trong giây lát, 20 năm, đời này của nó cũng xong rồi. Bây giờ Lục Thừa Mẫn cũng đã 30 mấy rồi, ngồi tù 20 năm. Khi ra ngoài cũng qua hơn nửa đời người rồi. Ông cụ Lục hơi không chấp nhận được, nhưng cũng không mở lời nói giúp cho Lục Thừa Mẫn trước mặt Lục Cận Phong. Lần này Lục Thừa Mẫn đã sai quá sai, nếu còn dễ dàng tha thứ thì không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Giọng điệu của ông cụ Lục thất vọng, chú hai của cháu vẫn chưa có tung tích à? Lục Cận Phong lắc đầu, ông nội, thời gian không còn sớm nữa,
ông nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cháu đưa ông đến núi đào hoa. Được, cháu sắp xếp đi. Ông cụ Lục không muốn bận tâm đến chuyện gì nữa, ông ấy già rồi, có thể buông tay thì buông tay, con cháu tự có phúc của con cháu. Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Cận Phong đã đưa ông cụ Lục đến núi đào hoa, Tô Yên ở trong nhà cùng mấy đứa con. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc không đến trường học nữa, chuyện lên đảo cũng đã bàn bạc xong rồi. Hạ Vũ Mặc rất tự nguyện đi, lần này Tô Yên cũng không có ý kiến gì. So ra thì ở trên đảo an toàn hơn rất nhiều, cũng có thể để hai đứa nhỏ học thêm được nhiều thứ. Tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng trong lòng Tô Yên vẫn rất hoảng hốt, cô vẫn mơ thấy ác mộng vào ban đêm, mơ thấy cả người Tần Nhã Hân bị đốt cháy, chửi rủa cô một cách hung dữ. Cảnh trong mơ rất chân thực. Hôm nay, Tô Yên cùng mấy đứa nhỏ ngủ trưa, cô lại mơ thấy ác mộng, tiếng chuông điện thoại làm ồn, khiến cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, ngồi dậy từ từ hoàn hồn. Tam Bảo và Tứ Bảo vẫn đang ngủ, Tô Yên cầm điện thoại cẩn thận nhẹ nhàng đi ra bên ngoài nghe máy. Lâu Doanh gọi video cô tới. Chị, có nhớ em không? Em và Phi Minh đang nghỉ dưỡng ở bên bờ biển nè. Trong điện thoại, Lâu Doanh mặc bikini, cơ thể bốc lửa nằm dưới tán dù che nắng uống nước dừa, khỏi nói là có bao nhiêu thanh thản dễ chịu. Mà phía xa còn có trai đẹp gái đẹp đang chơi bóng chuyền bãi biển, bầu trời màu xanh lam, nước biển màu xanh nhạt, trên trời và mặt biển cùng một màu, người đẹp cảnh đẹp, nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái biết bao. Bạch Phi Minh đang bị một anh chàng đẹp trai tán tỉnh. Nhưng người đẹp lạnh lùng Bạch Phi Minh còn không thèm cho đối phương một ánh mắt. Tô Yên vén tóc con trên trán, cười nói, hai người chạy thật nhanh, định khi nào về đây? Chơi thêm vài tháng nữa, không dễ gì mới cho bản thân một kỳ nghỉ dài, em và Phi Minh còn định đi xem cực quang, thuận tiện nhận vài đơn, kiếm chút thu nhập, vẫn là làm nghề cũ khiến lòng người thoải mái hơn. Lâu Doanh đã sắp xếp đầy lịch trình của nửa năm sau rồi. Nghe lời này, có vẻ trong thời gian ngắn hai người thật sự không định trở về rồi. Tay Tô Yên vịnh lên lan can, giống như nói một cách vô tình, vất vả lâu như vậy, đúng là nên đi chơi thả lỏng cho thật tốt, như vậy xem ra em không kịp về tham gia lễ đính hôn của Vạn Nhất rồi. Lễ đính hôn. Lâu Doanh suýt nữa đã sặc nước dừa, chị nói lại lần nữa, lễ đính hôn của ai cơ? Vạn Nhất đó. Tô Yên nói, người ta cũng một bó tuổi rồi. Đã qua tuổi kết hôn từ lâu rồi, trong nhà thúc giục kết hôn cũng là chuyện bình thường. Chị nghe nói cậu ta đã xem mắt với vài người, sau khi chọn được người thích hợp thì lập tức đính hôn, hai ông bà già nhà họ Vạn nóng lòng ôm cháu, nhưng Vạn Nhất đã nói rồi, nếu cậu ta đã người của em, thì em sẽ có quyền ưu tiên lấy cậu ta, nếu em không quay về, vậy thì xem như em tự động bỏ quyền này. Thật sao? Lâu Doanh phấn khích ngồi dậy, em bỏ quyền, cuối cùng cũng thoát khỏi tên gà luộc này rồi. Lại còn không cần chịu trách nhiệm, thật là vui sướng. Chị, nếu gà luộc đính hôn, chị thay em đưa lì xì cho anh ta nhé. Dù sao trước kia cũng từng đi theo em cũng không thể quá nhỏ nhen được, cứ đưa 6 con số đi, 660.000, con số này may mắn biết bao. Tô Yên vừa nghiêng đầu, nhìn thấy ở đầu cầu thang có người đang đứng, trong lòng lộp bộp một tiếng, cô đang mở loa ngoài đó. Chị, sao chị không nói gì? Ủa, không có mạng à, lác à. Lâu Doanh giơ điện thoại lên để bắt tín hiệu, bên Tô Yên đã trở thành bức tranh tĩnh, mấy giây sau, bức tranh nhúc nhích, Tô Yên đưa ống kính về phía đầu cầu thang, vẫn là để Lâu Doanh tự mình nhìn đi. Lâu Doanh thấy Vạn Nhất đen mặt đột nhiên xuất hiện trong điện thoại, bị dọa đến suýt nữa đã ném điện thoại đi. Chị, hình như tín hiệu bên em không tốt lắm, em không nghe thấy bên chị nói gì cả, hả, tín hiệu thật sự không tốt, lác quá. Em cúp máy trước đây. Chương 388, mánh khóe để lấy lòng người. Lâu Doanh ngắt video, Tô Yên cảm thấy không khí như đông cứng lại. Khụ khụ. Tô Yên giả vờ ho hai tiếng rồi mỉm cười một cách ngượng ngùng, Vạn Nhất à, cậu đến có chuyện gì sao? Vạn Nhất đứng ở lối vào cầu thang trông rất đáng sợ. Chị dâu, đại ca bảo em đến nói với chị một tiếng, tối nay anh ấy không về ăn cơm. Chỉ có vậy thôi hả? Gọi một cuộc điện thoại là được sao cần Vạn Nhất phải đích thân chạy đến đây. Không để Tô Yên nói gì, Vạn Nhất quay người đi xuống tầng, bóng lưng đó trông rất cô đơn khiến người ta thấy mà đau lòng. Tô Yên cảm thấy chuyện này là do Lâu Doanh sai, vô trách nhiệm, phủi mông bỏ đi, đây rõ ràng là biểu hiện của cha nữ, là người nhà của đằng gái thì cũng không thể không nói đạo lý như vậy. Vạn Nhất, cậu đợi đã.
Tô Yên mềm lòng gọi Vạn Nhất lại. Vạn Nhất nghe thấy tiếng gọi, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ gian xảo. Lúc quay người lại anh ta đã khoác lên dáng vẻ đáng thương. Chị dâu, có chuyện gì sao? Lâu Doanh đang ở Tam Á, điểm dừng tiếp theo có lẽ là đi ngắm cực quang, tôi chỉ biết có nhiều đó thôi, những chuyện khác tôi không giúp được. Lúc nãy Tô Yên nhìn thấy tên khách sạn phía sau lưng Lâu Doanh qua video, đó chính là khách sạn ven bờ biển ở Tam Á. Chị dâu, cảm ơn chị. Lúc Vạn Nhất rời đi, bước chân thanh thoát vô cùng vui vẻ. Vừa giải quyết xong chuyện bên này thì lại có rắc rối. Lại có cuộc gọi tới. Lần này là Tô Đình Nghiêm gọi tới, giọng nói rất nhỏ, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm như ăn trộm vậy, Tiểu Yên, mau đến đây, lần này cha mẹ con làm thật rồi, đánh nhau rồi, dùng đến cả dao, cha và Thương Quan Ân không dám khuyên can. Tô Yên không nói nên lời. Có thể để cô rảnh rỗi một chút không? Hai người cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi mà vẫn khiến cô phải lo lắng. Hạ Phi, Tiểu Vũ, giao các em cho các con nhé, mẹ phải đi nhà ông ngoại một chuyến. Tô Yên gọi một tiếng. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc lập tức từ trong phòng đi ra. Hạ Phi rất ra dáng làm anh cả, mẹ đi đi, cứ giao các em cho con. Mấy ngày nữa mấy anh em sẽ đi, cậu bé cũng không nỡ xa em trai nên lúc có thể ở gần em thì cậu bé sẽ không để mẹ và bảo mẫu đụng tay vào. Sau khi Tô Yên giao phó xong thì lái xe đi đến nhà họ Tô. Trên đường đi, cô gọi điện thoại cho Lục Cận Phong bảo anh về nhà sớm trông con. Ở nhà cũ của nhà họ Tô, Tô Đình Nghiêm và Thương Quan Ân đang đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng bốp bốp bên trong bọn họ không dám đi vào. Thỉnh thoảng có tiếng la hét thảm thiết của Tần Chấn Lâm và tiếng hét tức giận của Lệ Uyển. Tô Đình Nghiêm nhìn phía trên ngôi nhà đến cả mấy con chim cũng sợ hãi bay đi. Tô Đình Nghiêm thắc mắc, trước đây bà xã tôi rất dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng. Sao bây giờ lại trở thành người như thế này? Bà xã của ông, Thương Quan Ân nheo mắt lại tràn đầy vẻ uy hiếp. Tôi lỡ lời, là bà xã cũ là bà xã cũ. Tô Đình Nghiêm nhanh chóng sửa lại, trong lòng vô cùng buồn bực, bà xã cũ trở về rồi, ông ta còn chưa vui mừng được bao lâu thì Tần Chấn Lâm và Thương Quan Ân cũng chuyển đến theo. Bà xã cũ, bạn trai cũ, bạn tri kỷ cùng chung sống dưới một mái nhà, thêm một người nữa đến là đủ tụ họp một bàn mặt trược. Lúc Tô Yên đến nơi thấy Thương Quan Ân và Tô Đình Nghiêm đang đứng bên ngoài cửa bèn hỏi, tình hình thế nào? Thương Quan Ân bình tĩnh nói, không có động tĩnh gì, chắc là đã phân thắng bại. Cót két, cánh cửa mở ra. Lệ Uyển đi ra ngoài với một tinh thần sảng khoái, ngay cả tóc cũng không bị rối, bà ấy mặc sườn xám, vừa tri thức vừa tao nhã, nở một nụ cười đoan chính trang nhã, rất giống với một quý bà. Đây là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Tần Chấn Lâm vừa ra trận thì cảnh đẹp sụp đổ. Tô Yên bật cười thành tiếng, cô quả thực không nhịn được nữa. Tần Chấn Lâm bị đánh mũi bầm tím, mặt sưng vù, quần áo rách nát, chân chỉ còn một chiếc giày chiếc còn lại không biết đã bay đi đâu, ống quần cũng chỉ còn lại một bên. Tô Đình Nghiêm và Thương Quan Ân cũng không nhịn được cười, quả thực Lệ Uyển ra tay rất tàn nhẫn. Tần Chấn Lâm lấy tay che mặt, hai mắt sưng vù, ông ta thấy xấu hổ khi gặp người khác. Là người đã có tuổi mà giống như người bị bà xã quản gắt gao và làm bao chút giận vậy. Tô Yên không nhịn được bèn hỏi, mẹ, đồng chí Tần lại chọc tức mẹ gì vậy? Con hỏi ông ta đi. Lệ Uyển vẫn chưa nguôi giận, bà ấy trừng mắt nhìn Tần Chấn Lâm. Tần Chấn Lâm nhỏ giọng nói, lúc nãy cha lỡ miệng nói ra chuyện trước đây suýt nữa cưới con làm cô bà xã thứ 9 nên mẹ con tức giận. Chuyện này cũng không thể trách cha, lúc đấy cha đâu có biết con là con gái cha chứ. Tô Yên thực sự chịu thua rồi, đó quả thực là câu chí mạng. Suýt nữa cưới phải con gái ruột của mình đã đủ hoang đường lắm rồi đã thế còn là người bà xã thứ 9, Lệ Uyển không tức giận mới lạ. Từ đầu đến cuối, Lệ Uyển chỉ có một mình Tần Chấn Lâm, còn Tần Chấn Lâm thì sao, ông ta đã cưới 8 người bà xã, có những người không cưới về nên không biết là còn có bao nhiêu người phụ nữ nữa. Về phương diện này thì dù ở độ tuổi nào phụ nữ cũng có bệnh sạch sẽ. Làm gì có người phụ nữ nào không muốn người đàn ông mà mình yêu cả đời này chỉ yêu mình chứ? Lệ Uyển lạnh lùng nhìn Tần Chấn Lâm, thu dọn đồ đạc của ông đi, cút khỏi đây đừng làm chướng mắt tôi. Nói xong Lệ Uyển bước vào phòng. Anh Sa, anh xử lý vết thương cho đồng chí Tần trước đi. Lần này Tô Yên dẫn theo Sa Thành Nghị đến. Tần Chấn Lâm khoe khoang nói, con gái, con đúng là dự tính trước mọi việc, vẫn là con thương cha. Đừng cảm động quá.
tôi đưa anh Sa đến là để khám bệnh cho Tiểu Duy, khám vết thương cho ông chỉ là tiện thể thôi. Tần Chấn Lâm, lời con gái nói quá đau lòng. Tiểu Yên, mẹ con đâu? Tôi đi xem thử. Lúc này cũng chỉ có Tô Yên đi khuyên giải. Lệ Uyển đang tức giận trong phòng ngủ, Tô Yên gõ cửa rồi mỉm cười đi vào bên trong, đã tuổi này rồi còn cọc cằn như vậy, mẹ không sợ đau lưng sao, mẹ, trong ấn tượng của con mẹ là người dịu dàng đoan trang hiền thục. Trước đây Lệ Uyển là một dòng nước chảy róc rách nhưng bây giờ lại là một cơn sóng thần. Là do bị cha con chọc tức lộ nguyên hình. Như này thì đúng là rất tức giận, thậm chí còn chẳng biết dùng từ. Tô Yên cười nói, mẹ, mẹ đã tập hợp cả bồ cũ, chồng cũ, bạn tri kỷ rồi, nếu như thả Lệ Quốc Minh ra ngoài thì có thể làm một bàn mạt trược rồi. Con này, Lệ Uyển bị chọc cười, năm đó mẹ và Tô Đình Nghiêm đã nói rõ ràng với nhau, mẹ thay ông ta quản lý công ty, nâng tầm địa vị của nhà họ Tô, ông ta cho mẹ một chỗ nương thân, nếu như ông ta muốn cưới người khác thì mẹ cũng đồng ý, còn về chú Thương Quan Ân, bọn ta là bạn bè và cũng là người nhà. Năm đó Lệ Uyển chỉ cần một thân phận và cũng muốn cho Tô Yên một gia đình trọn vẹn nên mới lựa chọn Tô Đình Nghiêm. Vậy chuyện năm đó giữa đồng chí Tô và Tần Phương Linh mẹ có biết không? Mẹ chưa từng hỏi về chuyện riêng của ông ta. Ý là biết hay là không biết cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhắc đến Lệ Quốc Minh, trong lòng Lệ Uyển cảm thấy có chút đau lòng, phía cảnh sát nói thế nào? Con đã hỏi Lục Cận Phong, sáng ngày mai Lý Quốc Minh xe bị xử bắn. Xử bắn? Lệ Uyển cảm thấy rất sửng sốt, cuối cùng ông ta đã đi đến bước đường này, chỉ thương cho hai đứa Tiểu Duy và Lâu Doanh. Lệ Uyển vừa nói xong bên ngoài vang lên tiếng của Tô Đình Nghiêm. Tiểu Duy, mày đứng ở cửa làm gì? Chương 389, Tô Duy muốn đến căn cứ huấn luyện ám dạ. Nghe thấy giọng nói, Tô Yên và Lệ Uyển cùng nhìn ra phía ngoài cửa theo phản xạ. Tô Duy đi vào, vẻ mặt trông khá tự nhiên, chị, mẹ. Nên gọi là gì mới phải? Gì, con vừa đi ngang qua chứ không có ý nghe trộm. Gọi gì hay gọi mẹ đều được, tùy con. Lệ Uyển nhìn Tô Duy với ánh mắt yêu thương, đây là đứa con của bạn cũ, sức khỏe lại không tốt nên Lệ Uyển càng thêm yêu thương Tô Duy, từ tận đáy lòng bà ấy đối xử với cậu ta như con mình. Tô Đình Nghiêm cũng đi vào theo, Tô Yên nói, đồng chí Tô, ông đi gọi anh Sa một tiếng bảo anh ấy khám bệnh cho Tiểu Duy. Tô Yên cũng có ý muốn bảo Tô Đình Nghiêm rời đi. Được. Vậy cha đi đây. Tô Đình Nghiêm rất nghe lời Tô Yên. Sau khi Tô Đình Nghiêm rời đi, Tô Yên mới nhìn Tô Duy rồi nói, mấy lời lúc nãy em cũng đã nghe thấy rồi đúng không? Tô Duy đáp một tiếng, ông ấy làm nhiều điều ác, đúng người đúng tội, từ khi sinh ra đến tận bây giờ ông ấy chưa từng làm gì cho em cũng không làm tròn bổn phận của một người cha, hổ dữ không ăn thịt con nhưng ông ấy lại hãm hại em vào tù, xử bắn vẫn còn nhẹ nhàng với ông ấy. Giọng nói của Tô Duy đầy phẫn uất. Tiểu Duy, dù sao thì ông ấy vẫn là cha con. Lệ Uyển thở dài nói, ngày mai con có muốn đi tiễn ông ấy một đoạn không? Con không đi. Tô Duy dứt khoát từ chối, dì, chị, hai người không cần lo cho con không phải là người không phân biệt đúng sai, trước đây không có ông ấy con vẫn sống tốt, sau này cũng vậy coi như không có người này đi. Lời của Tô Duy vô tình và tàn nhẫn nhưng không có gì sai trái. Lệ Quốc Minh đã làm nhiều việc sai trái như vậy hai cha con cũng chưa từng sống với nhau nên tình cảm lạnh nhạt cũng là chuyện thường tình. Lúc đang nói chuyện thì Sa Thành nghĩ đến. Ba người không nhắc đến chuyện này nữa. Tô Yên nói, anh Sa, anh khám cho Tiểu Duy xem sao dạo này nó hay tức ngực và đau thắt ở tim. Được. Sa Thành nghĩ ngồi xuống, giơ tay ra đây. Anh ta đang muốn bắt mạch. Tô Duy giơ tay ra, mọi người đều không nói gì. Im lặng chờ đợi Sa Thành Nghị chẩn đoán cho Tô Duy. Có lúc Sa Thành Nghị cau mày có lúc lại mím chặt môi, Tô Yên rất căng thẳng, thế nào? Bảo nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng nhưng nếu nói không nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, sau khi làm phẫu thuật chắc chắn sức khỏe không còn được như trước nữa công thêm việc hồi phục trước đây cũng không tốt nên mới tái phát. Sa Thành Nghị rụt tay lại nói, không được vận động mạnh vì tim của em không chịu nổi chứ đừng nói là luyện tập vận động trong một thời gian dài. Từ việc bắt mạch cho thấy Tô Duy vận động quá sức nên mới khiến tim không chịu đựng nổi dẫn đến di chứng tái phát. Tô Yên nghi ngờ nói, vận động mạnh, Tiểu Duy, có phải em lén đi đua xe không? Chị, em chỉ thỉnh thoảng mới chơi thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tô Duy mỉm cười với Tô Yên để lấy lòng. Sa Thành Nghị nói, căn bệnh tim này cần phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, em vẫn còn trẻ chỉ cần dưỡng bệnh tốt thì sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe đâu.
anh kê cho em đơn thuốc, dựa theo đó mua thuốc rồi uống đúng giờ. Tô Duy cảm kích nói, cảm ơn anh Sa. Viết xong đơn thuốc, Tô Đình Nghiêm bảo người đi mua thuốc, Tô Yên nhân cơ hội nói, mẹ, đồng chí Tô, Tiểu Duy, mai mọi người đến nhà con ăn cơm nhé. Tô Duy hỏi, chị, có chuyện gì sao? Đột nhiên mời mọi người đến ăn cơm. Hạ Phi và Tiểu Vũ ngày kia là đi rồi, ngày mai mời mọi người ăn cơm họp mặt với nhau. Lệ Uyển hỏi, đi đâu? Con và Lục Cận Phong tính đưa hai đứa nó ra nước ngoài học. Tô Yên không nói sự thật, cô thuận miệng nói dối. Lệ Uyển cũng không nghi ngờ. Tô Yên ở nhà họ Tô đến chập tối mới rời đi, Tô Duy đợi cô ở cửa. Chị, có phải chị và anh rể muốn đưa Hạ Phi và Tiểu Vũ đến căn cứ huấn luyện ám dạ không? Lệ Uyển và Tô Đình Nghiêm không biết nhưng Tô Duy có thể đoán được. Trước đây Tô Duy có một thời gian ở Thiên Lang nên biết đến căn cứ huấn luyện ám dạ cũng không có gì là lạ. Tô Yên gật đầu, hai đứa nó cũng muốn đi, sao vậy? Chị, em có thể đi cùng hai đứa nó không? Tô Duy kéo tay Tô Yên giống như ngày còn nhỏ làm nũng chị, em rất sùng bái anh rể, một mình anh ấy có thể phát triển ám dạ tốt như vậy em cũng muốn học tập. Em muốn mở mang thêm kiến thức muốn nhìn xem căn cứ huấn luyện ám dạ như thế nào. Tô Yên cười nói, có gì mà sùng bái chứ, em đừng để anh rể nghe thấy nếu không anh ấy sẽ phồng mũi đắc ý cho xem. Trước đây chị hai luôn nói em không làm được và coi thường em cũng muốn học chút gì đó để chị ấy thay đổi cách nhìn về em. Tô Duy lay lay tay Tô Yên, chị đưa em đi cùng với nhé. Tương đương, chương 390, cách để khiến phụ nữ im lặng đó là hôn cô ấy. Tô Yên chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Tô Duy, không giống với những người khác sức khỏe của Tô Duy không tốt. Bạn cùng trang lứa đến trường học kết bạn một cách bình thường. Tô Duy thì ở trong bệnh viện uống thuốc và hóa trị, coi bệnh viện là nhà. Trong lòng Tô Yên luôn cảm thấy mắc nợ, lúc đó Tô Duy muốn ăn gì, muốn cái gì, muốn làm gì chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe và cô có thể làm được thì cô sẽ đồng ý. Nhưng Tô Duy muốn đi căn cứ huấn luyện ám dạ, chuyện này đang làm khó Tô Yên. Tiểu Duy, chuyện này chị về nhà bàn bạc lại với anh rể em, hỏi ý kiến của anh ấy, tối mai em đến nhà chị ăn cơm chị sẽ cho em biết kết quả. Căn cứ huấn luyện ám dạ là một nơi bí mật, không phải người của ám dạ thì không thể đến đó, gọi là lo trước tính sau, trên đảo là nơi trú ẩn lớn nhất của ám dạ, càng nhiều người biết lại càng nguy hiểm. Lúc này Tô Yên mới cân nhắc thêm một vấn đề nữa. Được, Tô Duy mỉm cười nói, anh rể chuyện gì cũng nghe theo chị, chắc chắn sẽ đồng ý. Em ấy à, cái miệng càng ngày càng ngon ngọt, được rồi, mau vào phòng đi, để ý họ chút, đừng để họ lại đánh nhau. Sau khi dặn dò xong, Tô Yên lên xe Tô Duy đứng ở cửa nhìn theo, đợi đến khi xe hoàn toàn khuất hẳn cậu ta mới quay người đi vào nhà. Ở nhà cũ của nhà họ Lục, Tô Yên vừa về đến nhà đã đi thăm các con. Bé ba bé từ một đứa thì đói một đứa thì tè dầm, hai đứa trẻ đều đang khóc, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc thì đang luống cuống. Vì không muốn để bảo mẫu và dì giúp nên đã bảo họ đi phòng bếp hoặc dọn vệ sinh rồi. Cha đâu? Tô Yên đã thấy xe của Lục Cận Phong ở bãi đậu xe, chứng tỏ người đã về từ sớm rồi. Đang nói thì Lục Cận Phong đi vào. Anh ăn mặc giống như một anh chàng độc thân vậy, rất đẹp trai, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã. Bà xã, em về rồi à? Thấy Tô Yên, vẻ mặt Lục Cận Phong lộ ra nụ cười, anh muốn áp lại gần. Đứng im. Tô Yên giơ tay chống lên ngực Lục Cận Phong hỏi tội, em bảo anh về nhà chăm con mà anh chăm thế nào đây? Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc bận bịu như này, bé ba bé tư thì đói khóc, tai anh không nghe thấy sao? Lục Cận Phong e dè, vừa nãy anh đeo tai nghe nên quả thực là không nghe thấy. Hạ Vũ Mặc nói, mẹ đừng trách cha, con và anh chăm em như vậy không tốt sao, mặc dù hơi bận rộn với mệt một xíu chẳng kịp uống ngụm nước. Đây đâu phải là đang nói giúp chứ? Chắc chắn đây không phải là đang thêm dầu vào lửa sao? Tô Yên trừng mắt nhìn Lục Cận Phong, anh về nhà mấy tiếng rồi. Cũng không biết giúp đỡ, anh nhìn Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đi, người các con toàn là vết sữa nôn, anh cũng không biết tìm quần áo thay cho các con. Lục Cận Phong định nói nhưng Hạ Phi lại cướp lời, cha làm gì có thời gian chứ, bận cả một buổi chiều. Tô Yên hỏi, bận cái gì? Lục Cận Phong, anh... Hạ Phi nói, mấy dì xinh đẹp trên đảo biết bọn con sắp trở về đó nên gọi điện hỏi cha lúc nào đến, muốn ăn gì, đúng không cha? Lục Cận Phong liều mạng nháy mắt với Hạ Phi, nói nhỏ con đừng nói nữa được không? Hạ Vũ Mặc chống nạnh, cha,
chúng ta có lý do, sợ gì chứ? Cơn giận của Tô Yên bùng phát, các dì xinh đẹp. Nói chuyện cả buổi chiều, chẳng trách ở nhà mà cũng ăn mặc đẹp như vậy. Hạ Phi nói, đúng thế, gọi video mà, cha không thể giữ hình tượng đẹp trai hay sao? Lục Cận Phong đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, anh nháy mắt với hai đứa con, đừng nói nữa được không? Đây đâu có phải là đang giúp anh, rõ ràng là đang đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc đồng thanh nói, cha đừng sợ, có bọn con ở đây. Lục Cận Phong, có hai đứa tổ tông này là anh thấy trước những ngày tháng sau này sẽ chẳng dễ dàng gì. Anh rất muốn có con gái là áo bông nhỏ thân thiết. Hạ Vũ mặc nhìn Tô Yên, con và anh bận cả chiều, không nỡ làm phiền cha và các dì xinh đẹp, mẹ đúng là không biết thương người ta, không quan tâm đến cha. Tô Yên hừ một tiếng rồi cầm cái xẻng đồ chơi của con, đi, chúng ta trở về phòng nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lục Cận Phong giải thích, bà xã à, không phải như em nghĩ đâu. Hạ Phi khoanh tay trước ngực, mẹ xem, chẳng thiết thực tí nào, một cái xẻng nhựa thì sao có thể đánh người ta đau được. Mẹ cầm cái nào dọa ai chứ? Lục Cận Phong khoát tay, bà xã à, anh. Còn chưa nói xong thì Hạ Phi đã nháy mắt với Hạ Vũ Mặc, Hạ Vũ Mặc lập tức lấy một cái roi đến. Lục Cận Phong, Tô Yên, Hạ Vũ Mặc đưa qua, mẹ, này, có bản lĩnh thì dùng cái này. Này, Lục Cận Phong sợ hãi, hai đứa nhóc thối tha này, hợp tác chống lại cha đúng không? Hạ Phi nói, cha đừng sợ, mẹ không dám đâu. Lục Cận Phong khóc không ra nước mắt, cô ấy sao mà không dám chứ? Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc lùi về sau mấy bước, mẹ đánh thử xem có dám không? Đi, về phòng nói chuyện rõ ràng trên đảo có những cô gái xinh đẹp nào, mấy người còn nói chuyện gì? Tô Yên nắm lấy quần áo của Lục Cận Phong đi ra ngoài. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc nhìn nhau lộ ra ánh mắt gian xảo. Trong phòng ngủ, Lục Cận Phong cúi đầu đứng im, Tô Yên cầm roi ngồi xuống, quỳ trên ván giặt đồ hay là vỏ sầu riêng, chọn đi dù sao thì trong cái nhà này đóng cửa lại cũng không làm mất mặt anh. Bà xã, ngươi giận đi, đều là do hai đứa nhóc thối tha kia hãm hại anh. Lục Cận Phong ngồi xuống bên cạnh Tô Yên bắt đầu phát huy mỹ nhân. Không đúng, là mỹ nam kế. Yên Yên, hay là chúng ta sinh thêm một đứa con gái, con trai sau này sẽ đi khắp tứ phương, cuộc sống khi về già của chúng ta sẽ rất ảm đạm. Đừng có đánh lảng sang chủ đề khác, nói, trên đảo có bao nhiêu phụ nữ? Bao nhiêu tuổi? Lục Cận Phong thành thật khai báo, trên đảo có tổng cộng 23.200 người, có 520 người là phụ nữ, nhỏ nhất là 3 tuổi, lớn nhất là 40 tuổi. Bé gái mới 3 tuổi mà các anh đã đưa lên đảo rồi à? Đứa trẻ đó là trẻ mồ côi, đứa trẻ 3 tuổi là độ tuổi mà học hỏi mọi thứ tốt và nhanh nhất. Lục Cận Phong nói rồi tỉnh bơ lấy đi cái roi trong tay Tô Yên rồi nhân cơ hội ôm cô thì thào, Yên Yên, chúng ta lâu rồi chưa làm chuyện chính sự rồi. Anh nghiêm túc cho em đang hỏi tội anh đấy, Lục Cận Phong, anh lại làm bậy. Cách tốt nhất để khiến phụ nữ im lặng đó là hôn cô ấy. Lục Cận Phong nắm rất rõ điểm này. Rèm cửa và đèn trong phòng đều là tự động, rèm cửa tự động đóng lại, ánh đèn màu trắng cũng tự động điều chỉnh thành màu cam nhàn nhạt. Tạo nên một bầu không khí rất ái muội. Cậu Lục đã lâu không ăn thịt nên làm một bữa thịnh soạn. Có thể tiết kiệm bữa tối. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cô đơn ngồi trong phòng ăn, nhìn đồ ăn ngon đầy ắp trên bàn. Hạ Vũ Mặc nói anh, có phải chúng ta sắp có em gái rồi không? Theo hai phương án đầu tiên thì xác suất có em trai cao hơn em gái một chút. Hạ Phi vừa nói vừa nho nhã vươn tay dùng bữa tối. Hạ Phi luôn rất chú trọng tới cách ứng xử trên bàn ăn. Hạ Vũ Mặc cắn cái thìa, em không muốn có em trai, em muốn có em gái. Trong phòng ngủ, bầu không khí vẫn còn ái muội. Hai má Tô Yên ửng đỏ, cô trừng mắt nhìn Lục Cận Phong, anh ngồi dậy, em có chuyện muốn bàn bạc với anh. Lục Cận Phong đã ăn uống no say nên tâm trạng rất tốt, bà xã có gì giao phó. Chương 391, hoa tươi phải được cắm trong phân bò. Trong mắt Lục Cận Phong tràn ngập sự cưng chiều Tô Yên, dáng vẻ vợ quản rất nghiêm khắc, Tô Yên thì dở khóc dở cười. Anh không thể lấy ra cái khí thế lúc mà anh ở trong công ty hay là khi anh lãnh đạo những trong ám dạ ra để nói chuyện sao? Bọn họ làm sao có thể giống em được? Lục Cận Phong dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc. Hút một điếu thuốc sau khi xong việc, cảm giác sướng như tiên. Tô Yên áp cằm mình vào ngực anh,
ngón tay không yên phận vẽ những vòng tròn trên ngực anh, chồng à, nhưng em muốn nhìn thấy anh độc đoán một chút, dữ tợn một chút, lạnh lùng một chút. Đây là một ví dụ điển hình cho việc ăn quá nhiều đường ngọt, nên muốn một ít cát cấn răng. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Cận Phong nheo lại, liếc nhìn Tô Yên, ban nãy còn không đủ uy lực sao? Mợ Lục, có muốn thêm một lần nữa không? Tô Yên đỏ mặt. Sự độc đoán, bản lĩnh của đàn ông không dùng đối với phụ nữ của mình. Lục Cận Phong véo cằm Tô Yên, môi mỏng khẽ nhếch lên, khuôn mặt nhuốm một chút tà mị, nếu Yên Yên cảm thấy đã chán chiêu này rồi, lần sau chúng ta có thể chơi một số trò khác như nhập vai, thực ra ở bên ngoài tự nhiên. Dừng lại, Tô Yên nhanh chóng vươn tay che miệng Lục Cận Phong lại, cười khan, em nghĩ như vậy đã tốt lắm rồi. Bây giờ cô cảm thấy eo của mình sắp gãy ra rồi, nếu còn ở bên ngoài thiên nhiên hoang dã, nói không chừng cô có thể phơi xác ngoài đồng mất thôi. Ánh sáng màu cam chiếu vào từng đường nét lạnh lùng và cứng rắn của Lục Cận Phong, nét mặt anh đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều rồi. Đôi mắt như một dải ngân hà đó đang lấp lánh, sáng như ánh sao trời. Trong đôi mắt đó, đang phản chiếu hình ảnh của cô. Tô Yên không nhịn được đưa tay sờ mũi của Lục Cận Phong, sống mũi rất thẳng, Thượng Đế đã ưu ái Lục Cận Phong. Người khác giống như bùn đất lúc nữ oa tùy tiện ném ra để tạo thành con người, nhưng Lục Cận Phong thì được nữ oa đích thân nhào nặn ra, chỗ nào cũng thật hoàn hảo. Lục Cận Phong nắm lấy bàn tay không an phận của Tô Yên, hôn lên cánh môi cô, Yên Yên, là em đang dụ dỗ chồng em phạm tội. Lục Cận Phong, anh đối xử với em tốt như vậy đã khơi dậy lòng ghen tị của rất nhiều người. Tô Yên cười nói, bọn họ đều nói sau lưng em chỉ là một đứa con gái nhà họ Tô nhỏ bé, chẳng qua chỉ là con gái được nhà họ Lý nhận nuôi. Làm sao có thể xứng với anh được, anh có tiền có quyền lực, đẹp trai lại giàu có, nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng tới những người phụ nữ khác, chỉ xoay quanh em, cưng chiều em, bám lấy em. Nghe vậy, Lục Cận Phong mỉm cười, Yên Yên có ý thức cao quá nhỉ, không uổng công anh vất vả. Bọn họ càng khua môi múa mép sau lưng em, càng thể hiện rõ là bọn họ ganh tị. Ý kiến của người khác không quan trọng. Em đừng để ý tới bọn họ. Nhưng mà, một cô nhóc không có lương tâm như em, mà cũng biết tâm tư của anh dành cho em, nhưng vừa rồi, em đã bắt tay với các con trai định sử dụng gia pháp với anh à. Thế bây giờ không phải là em đang bị anh chăm sóc bằng gia pháp đó sao? Tô Yên nhỏ giọng lẩm bẩm. Ý cười trên khóe miệng Lục Cận Phong càng đậm hơn, không có chút gia pháp, thì không chỉ em được nữa sao? Sắc mặt Tô Yên thay đổi, hả? Lục Cận Phong biết điều thay đổi lời nói, chăm sóc em đấy. Tô Yên thay đổi tư thế, nằm trên khuỷu tay của Lục Cận Phong, các con trai muốn chơi, em mới phối hợp với tụi nhỏ. Cái gia đình này đã bức trai rất lâu rồi. Trước đây bé bà bị bắt đi mất, sau đó là cái chết thương tâm của Trần Tố Anh, nhà họ Lục đã rất lâu không cười nói vui vẻ. Ngày tháng cứ tiến lên phía trước, chứ không hề ngoảnh lại. Không thể để con mình cùng rơi vào nỗi bi thương của quá khứ được. Lục Cận Phong vuốt ve tóc của Tô Yên, giọng nói khàn khàn, ngày tháng sẽ càng lúc càng tốt đẹp thôi. Tô Yên ngẩng đầu lên nhìn Lục Cận Phong, tiện thể, em có mời mọi người tối mai đến nhà ăn cơm, để cái nhà này cũng được náo nhiệt thêm một tí. Không phải Hạ Phi và Tiểu Vũ phải đi đến đảo sao, mọi người tập hợp lại với nhau một bữa. Được, em cứ sắp xếp là được. Nhân tiện, còn một chuyện nữa. Tiểu Duy cũng muốn đi theo ra đảo xem sao. Anh thấy có tiện không? Tô Duy cũng muốn đi à? Một tia sáng kỳ lạ xẹt qua đáy mắt của Lục Cận Phong. Em nói sẽ trở về bàn bạc với anh. Căn cứ huấn luyện của ám dạ, em làm sao có thể dễ dàng dẫn người khác tới được? Tô Yên nói, Tiểu Duy cũng rất tò mò. Nếu anh cảm thấy không tiện, ngày mai em sẽ từ chối em ấy. Được. Tô Yên liếc Lục Cận Phong một cái. Lục Cận Phong lại lặp lại, để cậu ta đi cùng xem đi, không cản trở gì đâu, đúng rồi, Lâu Doanh đâu. Em tiết lộ cho em ấy biết tin chúng ta sắp đi đảo đi. Nói cho Lâu Doanh biết làm gì, Tô Yên luôn cảm thấy Lục Cận Phong muốn làm cái gì đó, vì vậy cô ngồi dậy nói, Lâu Doanh trước kia là người của Thiên Lang, nhưng bây giờ em ấy đã cùng với Bạch Phi Minh tách ra riêng độc lập rồi. Lỡ như có một ngày phát sinh xung đột với ám dạ, nói cho nhóm của Lâu Doanh biết căn cứ, anh yên tâm sao? Ám dạ hiện đang thiếu nhân lực. Lục Cận Phong nói như vậy, Tô Yên đã hiểu ra ngay, mỉm cười, anh muốn lừa Lâu Doanh và Bạch Phi Minh gia nhập à? Làm sao có thể nói là lừa được, là mời. Tôi còn không biết anh cáo giả xảo quyệt đến thế nào à? Tô Yên lại nằm xuống,
Lâu Doanh có việc nọ việc kia với Vạn Nhất, con bé nhất định sẽ không muốn gia nhập ám dạ, sống chung một mái nhà với Vạn Nhất đâu. Nhưng nói đến chuyện này, em cũng khá bất ngờ, sau khi Vạn Nhất bị đánh gục, dường như đã biến thành một người khác vậy, suốt ngày cứ lao đến tìm Lâu Doanh đòi chịu trách nhiệm. Trong mắt Lục Cận Phong có ẩn ý cười, rồi nói, những người độc thân vạn năm cũng sẽ có ngày nào được thông suốt thôi. Thực ra thì trước đây cũng đã có rất nhiều phụ nữ cố gắng nhào vào lòng Vạn Nhất rồi, nhưng đều không thành công. Tô Yên vô thức hỏi, vậy tại sao Lâu Doanh lại thành công? Lục Cận Phong cười nhẹ, nói đầy ẩn ý, em cẩn thận đánh giá đi. Chẳng lẽ là vì Lâu Doanh quá anh dũng, hay là Vạn Nhất cậu ấy? Tô Yên chợt nhận ra, lạnh lùng hừ một tiếng, những người trong ám dạ đều xảo quyệt vô cùng. Bề ngoài thì có vẻ lương thiện, thành thật nhưng thực tế lại chứa một bụng đầy những suy nghĩ sâu xa. Chị em của em chính là đã bị lừa vào tay như thế đấy. Tô Yên càng nghĩ càng không cam tâm, bất luận thế nào cũng phải vặn lại một phen. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt Tô Yên lóe lên, cười híp mắt nói, chồng à, em đột nhiên rất nhớ tới dáng vẻ mặc bikini của anh. Trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội, điệu nhảy tango của anh cũng không tệ. Nếu anh mặc bikini nhảy thì chắc chắn là xinh đẹp áp đảo những người còn lại. Xinh đẹp áp đảo những người còn lại. Lục Cận Phong ngửi được mùi khủng hoảng, vội vàng nói, Yên Yên, vừa rồi đã vận động mạnh. Chắc là em đã đói lắm rồi. Anh xuống lầu lấy đồ lên cho em ăn nhé. Nói rồi anh chở mình đi xuống giường, co giò chuồn mất. Tô Yên cuộn mình trong chăn cười. Trốn được một lúc, nhưng không thể trốn được cả đời đâu. Lâu Doanh vẫn còn nhớ đến màn khiêu vũ của chồng đấy. Những ngày tháng buồn chán, thì phải có việc gì đó để giải trí chứ. Ngày hôm sau, Tô Yên dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tối. Lần này Tô Yên mời rất nhiều người, bao gồm nhà họ Lý, nhà họ Tô, còn có Lãnh Phùng nữa. Bữa ăn này cũng là một bữa tiệc cảm ơn. Tô Yên cũng mời Trương Mộng, người đã giúp đỡ mình trước đó. Trương Mộng kinh ngạc, đi mua quà rồi mới chiều đã đến. An Hinh ăn trưa xong cũng đến giúp đỡ, Lưu Tuyết Lam cũng đến sớm. Khi biết con trai mình đang đuổi theo An Hinh, mặc dù Lưu Tuyết Lam cảm thấy con trai mình có hơi tự mình tìm khổ, nhưng bà ta không thể nhẫn tâm nhìn con trai mình gặp phải trắc trở nhiều lần, nên đã trở thành một trợ lực thần thánh. Lưu Tuyết Lam quyết định phải xây dựng mối quan hệ tốt với con dâu tương lai trước. Lúc đầu Lưu Tuyết Lam cảm thấy An Hinh là một cô gái ngỗ ngược và tùy hứng, nhất định sẽ rất khó hòa hợp. Nhưng sau khi ở bên cạnh nhau lâu, hương thơm thật sự đã ập đến, Lưu Tuyết Lam thích An Hinh vô cùng, thậm chí đến mức cảm thấy con trai mình không xứng với cô ấy, còn có suy nghĩ muốn nhận An Hinh làm con gái nuôi của mình. Lý Văn nhận thấy dấu hiệu không ổn, nhanh chóng kéo Lưu Tuyết Lam sang một bên, mẹ, mẹ đừng có thấy con gái nhà người ta là muốn nhận con nuôi, mẹ còn muốn bế cháu trai nữa không? Còn muốn con trai của mẹ kết hôn nữa không? Lưu Tuyết Lam cười nói, con trai, mẹ xin lỗi, mẹ nhất thời nhìn không được một lúc, nhưng mẹ thực sự cho rằng con không xứng với Hinh Hinh. Đây không phải là một bông hoa tươi cắm trên phân bò sao? Lý Văn, mẹ ơi, con vẫn là con ruột của mẹ đúng không? Cho dù có là phân bò thì cũng là loại đẹp trai sáng láng. Phân bò đính kim cương, dinh dưỡng đầy đủ. Hoa tươi phải cắm vào phân bò của con mới nở ra đẹp đẽ được. Tụi con là một cặp cực kỳ xứng đôi, tương đương. Chương 392, bám đuôi. Lời lẽ hợp tình hợp lý quá đấy chứ. Hoa tươi phải cắm vào phân bò của con mới nở ra đẹp đẽ được à? Tô Yên vỗ vỗ vai Lý Văn, tương lai có triển vọng đấy, tôi xem trọng cậu. Cảm ơn chị, Lý Văn lựa gió bẻ măng, chị à, đừng chỉ ủng hộ bằng miệng thôi, làm chút gì đó thiết thực đi. Mẹ nuôi, ăn hoa quả đi, trong bếp vẫn còn đồ ăn chưa rửa, vậy con đi rửa rau đây. Tô Yên đưa hoa quả cho Lưu Tuyết Lam rồi lén chuồn trở lại nhà bếp. Bảo cô giúp à? Đó là điều không thể. Hóng hớt chuyện, cô nhất định sẽ lao về phía trước. Lý Văn lấy một quả chuối trong đĩa hoa quả, thở dài, đều không thể dựa vào được, phải dựa vào chính mình mà thôi. Lưu Tuyết Lam trừng mắt nhìn cậu ta, vợ của mình, đương nhiên là do tự mình theo đuổi rồi. Nếu con không theo đuổi được, mẹ sẽ nhận Hinh Hinh làm con gái nuôi. Dì Lưu, dì dạy con cách cắm hoa đi, con không giỏi lắm. An Hinh đi tới. Được, dì sẽ dạy cho con, chúng ta vào trong nhà đi. Lưu Tuyết Lam càng nhìn An Hinh càng thích. Tô Yên dự định buổi tối tổ chức tiệc nướng ngoài trời, trong sân nhà của mình, cô còn đặc biệt trang trí đèn, bóng bay, hoa tươi, rất hoành tráng.
trên bàn bày đầy thức ăn và trái cây, đồ nướng cũng đã sẵn sàng chỉ chờ mọi người tới đủ. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đưa các em trai của mình chơi ở thảm trong đại sảnh. Lúc này, Tần Chấn Lâm Viễn và Tô Đình Nghiêm đến, trong nhà vô cùng náo nhiệt. Lệ Uyển đến giúp rửa rau, còn ba người Tần Chấn Lâm, Tô Đình Nghiêm và Thương Quan Ân ở sảnh phụ chơi bài đấu địa chủ. Lý Mộc Sinh đã xử lý xong của công ty, hủy buổi tiệc xã giao tối, cũng đến sớm. Nhìn thấy Lý Mộc Sinh tới, Tần Chấn Lâm đã thua đến mức sạch túi cũng kéo ông ta đến chơi mạt chược. Bốn người, vừa đủ một bàn. Sự nhiệt tình khó có thể chối từ, Lý Kình Hoa nói, vậy được, chúng ta chơi nhỏ thôi, chơi cho vui thôi. Tần Chấn Lâm muốn lấy lại tiền, làm sao ông ấy có thể đồng ý chuyện chơi nhỏ được. Ít nhất cũng phải bắt đầu bằng 10.000 nhân dân tệ chứ. Những người ngồi ở đây đều là ông chủ. Còn thiếu chút đỉnh tiền này à? Tô Đình Nghiêm sở hữu tập đoàn Tô Thị đang làm ăn phát đạt, hàng tháng Tô Yên đều yêu cầu công ty chia lợi nhuận cho Tô Đình Nghiêm, nên đương nhiên ông ta cũng không thiếu tiền. Thương Quan Ân đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, lại có công việc kinh doanh của riêng mình nên chưa bao giờ lo lắng về chuyện tiền bạc. Lý Mộc Sinh thì càng khỏi phải nói, một trong Chan gia tộc lớn ở Đế Đô, chẳng lẽ đến tiền để chơi mạt chược còn không có. Nhưng Tần Chấn Lâm thì... Giọng nói của Tô Yên từ phía sau truyền đến, đồng chí Tần, chú có tiền không? Địa sát không còn thuộc về Tần Chấn Lâm nữa, tất cả tiền bạc trước đây của ông ấy cũng đều đưa cho Tần Nhã Hân hết rồi, có thể nói Tần Chấn Lâm hai túi rỗng không? Đồng chí Tần có chút xấu hổ, nhưng ông ấy ra mặt dày, lăn lộn ở trong giới nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí. Ba người lên phòng đợi đi. Tôi đi nhà vệ sinh một chút rồi sẽ đến ngay. Ba người xoay người bước đi. Tần Chấn Lâm Viễn lập tức kéo Tô Yên qua một bên nói, con gái, mượn chút tiền xài đi. Tô Yên cũng sảng khoái, nếu thua tính phần cha, nếu thắng, là của con. Đứa con gái này, sao lại có thể lừa cha của mình như vậy? Tâm tư của Tần Chấn Lâm rằng co một hồi, được. Tô Yên lập tức chuyển 1 triệu cho Tần Chấn Lâm. Lệ Uyển đang đứng cách vài mét quan sát, không nói gì. Tay của Tần Chấn Lâm hôm nay thật sự rất xui. 1 triệu chưa đầy 1 giờ đã hết sạch rồi. Không phải tiền của ông ấy, Tần Chấn Lâm thua cũng không cảm thấy sót, lập tức đi hỏi con gái lấy tiếp. Hôm nay Tô Yên đang vui, Tần Chấn Lâm muốn bao nhiêu, cô sẽ đưa cho bấy nhiêu. Đều là người trong nhà chơi mạt chược với nhau, thua hay thắng đều ở trong nhà của mình. Hôm nay Tô Đình Nghiêm đột nhiên gặp vận may, một mình thắng cả ba nhà, kiếm được rất nhiều tiền, cười tươi như hoa. Một câu nói của Tô Yên. Ông ta lập tức không cười nổi nữa. Đồng chí Tô, thắng được nhiều như vậy rồi, đủ để tiêu mấy tháng lận nhỉ. Vậy lợi nhuận của công ty 6 tháng tiếp theo cũng không cần phải cho ông đâu nhỉ. Tô Đình Nghiêm, Tô Yên bị mê tiền như vậy, cô còn có thể để mình chịu thiệt sao? Cuối cùng, cả người Tô Đình Nghiêm đều nổi da gà. Mọi người đều đang sôi nổi, náo nhiệt, nhóm người Lục Cận Phong, Vạn Nhất và Hạ Đồng cũng đến rồi. Trời sụp tối. Bật hết đèn lên, một nhóm người ra sân nướng thịt, uống rượu. Tô Yên cầm ly nước trái cây, nhìn mọi người quây quần bên nhau trò chuyện cười nói, trong lòng cũng rất vui. Tô Yên, con có thấy Tiểu Duy không? Tô Đình Nghiêm đi tới và hỏi. Sau đó Tô Yên mới nhận ra Tô Duy không biết đã đi đâu rồi. Đồng chí Tô, cha đi ăn gì đó trước đi, con đi tìm người. Tô Yên đếm lại ố lượng người, không chỉ có Tô Duy không có ở đó, mà Hạ Phi cũng không có. Ở sân sau ngôi nhà cũ của nhà họ Lục, Tô Duy đang đứng bên bờ ao đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cả người đều khuất dưới đám dây leo, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không nhìn thấy người. Hạ Phi đang ngồi xổm phía sau một phiến đá xanh lớn, để nghe trộm. Khoảng cách hơi xa, lại có tiếng gió, nên không thể nghe thấy rõ. Hạ Phi nấp cơ thể vào, thận trọng tiến đến gần. Chương 393, giơ móng vuốt ra. Bên kia điện thoại không biết nói gì, Tô Duy thức tối mắng một câu, một đám vô dụng, tôi nuôi mấy người để làm gì. Tô Duy còn chưa nói xong, ánh mắt vô tình liếc thấy Hạ Phi đang lặng lẽ đến gần, mượn đá vôi để che chắn. Đáy mắt Tô Duy lướt qua tia u ám, sau đó cúp điện thoại. Hạ Phi đang bò về phía trước, thấy không còn tiếng động gì nữa, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn lên giàn nho một cái, không thấy ai nữa. Hạ Phi mau chóng bò dậy. Nhanh chân đi về phía giàn nho, tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện được gì cả. Hạ Phi đi đến bên cạnh hồ nước, gương mặt nhỏ nhắn nhìn với vẻ mặt nghiêm túc. Nước trong hồ rất sâu,
Trong màn đêm tối mờ, Tô Duy đang ẩn trong bóng tối nhìn thấy Hạ Phi đứng bên thành hồ, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Ma xui quỷ khiến, Tô Duy âm thầm đến gần, Hạ Phi lúc này hoàn toàn không hề phát hiện ra có người ở phía sau. Hạ Phi nghe thấy phía trước hồ nước có tiếng động, hình như là truyền đến từ chỗ cầu vòm, nên chỉ chú ý về phía đó. Tô Duy bước đến ngày càng gần, Hạ Phi thấy chỗ cầu vòm không có gì cả, đang định quay người, dư quang đột nhiên liếc thấy một bóng người đang từ từ tiến đến gần, dần dần bao phủ bóng dáng của cậu. Trong phút chốc Hạ Phi trở nên căng thẳng, cậu bé có thể cảm nhận được người kia đang ở ngay sau lưng, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Hạ Phi không dám quay đầu ngay lập tức, cậu bé căng thẳng đến ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng hơn, mượn ánh đèn yếu ớt ở phía xa, cậu bé nhìn thấy cái bóng ngược mơ hồ từ mặt nước. Bóng người trên mặt nước đưa hai tay về phía cậu. Hạ Phi, Hạ Phi, Tiểu Duy. Tiếng gọi của Tô Yên truyền đến. Hai tay trong bóng ngược trên mặt nước lập tức rụt lại. Tô Yên đi qua, nhìn thấy Tô Duy và Hạ Phi đều đang ở bên thành hồ, vừa cười vừa đi qua, thì ra hai đứa ở đây, mọi người đều đang nướng thịt, sao hai đứa lại chạy đến đây? Mẹ! Hạ Phi mau chóng chạy đến bên cạnh Tô Yên. Tô Duy nói với giọng điệu oán trách chị. Lúc nãy em vừa ra ngoài nghe điện thoại, là đám người hổ tử đó, hẹn đua xe với người ta, lại thua rồi, lại bảo em đưa tiền, đúng là một đám vô dụng. Trong giọng nói của Tô Duy mang theo sự tức tối. Không phải chị đã nói rồi à, bảo em đừng chơi với đám người đua xe đó nữa, em cứ không nghe. Tô Yên trách móc, em về thì giải tán đội xe đó của em đi, có nghe thấy không? Chị, em cũng chỉ có sở thích này thôi. Tô Duy cười đùa chuyển chủ đề, Hạ Phi. Lúc nãy con ở bên thành hồ tìm cái gì vậy? Chú thấy con đứng ở đó, đang định qua gọi con nè. Trong lúc nói, Tô Duy nhìn về phía hồ nước một cái, lẩm bẩm nói, không có gì cả. Hạ Phi nhìn chằm chằm Tô Duy, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm như vậy. Chẳng lẽ lúc nãy là do cậu suy nghĩ nhiều rồi? Vốn dĩ Hạ Phi phát hiện Tô Duy lén lén lút lút ra sân sau, cậu mới đi theo qua, lúc nãy cậu đúng là không nghe thấy gì cả. Lời giải thích của Tô Duy cũng rất hợp tình hợp lý. Còn lúc nãy Tô Duy đưa tay ra là muốn đẩy cậu, hay là muốn gọi cậu, nhất thời Hạ Phi cũng không hiểu được. Dù sao cậu cũng rất không thích người chú này. Tô Duy thấy Hạ Phi cứ nhìn mình chằm chằm, cười nói, sao lại nhìn chú như vậy? Chẳng lẽ trên mặt chú có hoa à? Tô Yên cũng để ý thấy ánh mắt Hạ Phi nhìn Tô Duy không bình thường, gọi một tiếng, Hạ Phi. Hạ Phi hoàn hồn, nói, mẹ, con đói bụng rồi. Con đi ăn đồ ăn đây. Nói rồi cậu đi về phía sân trước. Tô Duy sờ sờ mặt mình, nói bằng giọng điệu bông đùa chị, chẳng lẽ trông em không được người khác thích sao? Đây không phải là lần đầu tiên thằng nhóc này cau có với em, rốt cuộc em đã đắc tội gì với nó chứ? Chuyện đó phải hỏi bản thân em rồi. Tô Yên cũng rất bối rối, trước giờ Hạ Phi đều rất rộng lượng, nói xem, em đã làm gì mà đắc tội với con trai chị? Chị, oan cho em quá. Tô Duy kêu than một tiếng, khoác vào cánh tay của Tô Yên, em cảm thấy là do bát tự của em và Hạ Phi không hợp nhau. Đúng rồi, có phải ngày mai hai người sẽ đưa Hạ Phi và Tiểu Vũ đi không? Chiều ngày mai đi. Tô Yên thấy dáng vẻ vừa mong đợi vừa phấn khích của Tô Duy, cười nói, yên tâm đi, anh rể em đồng ý rồi, em sẽ cùng đi theo. Đúng rồi, chị cũng đã nói với Lâu Doanh rồi, đến lúc đó chắc là nó cũng sẽ đi cùng. Tô Duy, chị kêu chị ấy theo làm gì? Tô Yên liếc Tô Duy một cái, em sợ nó à? Tô Duy phỉ nhổ, cả ngày đều hung dữ như mẫu dạ xoa, lúc dạy em giống như dạy cháu vậy, còn không dịu dàng bằng một phần ba chị. Cái miệng của em càng ngày càng ngọt rồi đó. Tô Yên cười nói, đúng rồi, em cảm thấy Trương Mộng thế nào? Lúc chiều, Tô Yên thấy Trương Mộng rất nhiệt tình với Tô Duy, nói ra thì hai người đứng với nhau trông cũng rất xứng đôi. Tô tuy cũng hai mươi mấy tuổi rồi, yêu đương cũng là chuyện rất bình thường. Bình thường thôi, cứ líu ra líu díu, ồn chết đi được. Tô Duy lấy tay móc móc lỗ tai, nói chị đừng nghĩ đến chuyện làm mai cho em chưa nghĩ đến mấy chuyện này. Em, được rồi, chị, em cũng đói rồi, đi ăn thôi nào. Tô Duy cắt đứt lời nói của Tô Yên, kéo cô đi ra sân trước. Hạ Phi đang uống đồ uống, thấy Tô Yên và Tô Duy cùng nhau trở lại. Hơi nhăn đầu mày, Vạn Nhất ở bên cạnh trêu đùa nói, Hạ Phi, cậu nhăn cả khuôn mặt lại làm gì, cha cậu còn chưa ghen, chẳng lẽ cậu lại ghen với chú của cậu? Vạn lão nhị, anh vẫn nên nghĩ cách làm sao để theo đuổi được dì út đi,
chuyện khác anh đừng có quan tâm. Hạ Phi bỏ lại câu này rồi rời đi. Vạn nhất, cái thằng nhóc này, không biết lớn nhỏ. Hạ Phi cũng không đi xa, lấy một cái ghế nhỏ ngồi ở cách đó không xa, nơi có thể nhìn thấy Tô Duy. Cậu phải nhìn chằm chằm từng cử động của Tô Duy. Anh hai, cho anh ăn cánh gà nướng này, đây là do cha vừa mới nướng xong đó. Hạ Vũ Mặc cầm một cặp cánh gà chạy qua đây. Hạ Phi cầm lấy một cái cánh gà nướng, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm về phía Tô Duy. Hạ Vũ Mặc ngồi xổm ở bên cạnh, anh hai, anh cứ nhìn chằm chằm chú làm gì? Đúng rồi, lúc nãy cha nói, chiều ngày mai chúng ta sẽ lên đảo, chú cũng sẽ đi cùng. Chú cũng đi cùng, Hạ Phi lập tức cảnh giác. Đúng rồi, anh hai, sao vậy? Cánh tay nhỏ béo múp của Hạ Vũ Mặc trống lên gương mặt tròn trịa, nói anh hai, em phát hiện hình như anh không thích chú. Trong lúc nói, Tô Duy nhìn về phía bên này một cái, ánh mắt của Hạ Phi cũng không né tránh. Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung. Em trai, sau này cách xa chú ra một chút. Tại sao ạ? Đừng hỏi nhiều tại sao như vậy. Hạ Phi cũng không nói ra được nguyên nhân tại sao, nếu như cậu có thể nói ra nguyên nhân thì đã đi nói thẳng với cha và mẹ rồi. Cậu chỉ biết là, trước kia khi Tô Duy đến nhà, ánh mắt khi nhìn mấy đứa em của cậu rất đáng sợ. Đó là ánh mắt chán ghét. Được rồi, em sẽ nghe lời anh hai. Hạ Vũ Mặc vẫn luôn rất nghe lời Hạ Phi, anh hai, anh ăn khoai tây không? Em đi lấy cho anh ăn. Hạ Vũ Mặc lại lắc mông chạy đi. Hạ Phi ăn xong cánh gà nướng trong tay, ném xương vào trong thùng rác ở bên cạnh, vừa quay đầu thì thấy Tô Duy đi qua. Hạ Phi, chú có lấy một chút khoai tây, còn ăn không? Trên mặt Tô Duy nở nụ cười lấy lòng. Hạ Phi từ chối một cách kiêu ngạo, con ghét nhất là ăn khoai tây. Tô Duy thấp giọng cười, Hạ Phi. Hình như con đối với chú có thái độ thù địch rất lớn, nếu như chú có chỗ nào đắc tội con cứ nói ra, chú sẽ sửa đổi. Hạ Phi nhìn Tô Duy, đột nhiên cũng nở nụ cười vô hại, giống như một quý ông nhỏ, cộng thêm dáng vẻ trắng mịn, thật khiến người khác muốn ôm về nhà nuôi. Chú à, chú nghĩ nhiều rồi. Cậu bé trở mặt giống y như trở trời vậy. Tô Duy bị nụ cười của Hạ Phi khiến cho lóa mắt, có cảm giác không nhìn thấu được đối phương. Hạ Phi đột nhiên bổ sung một câu, chú à, nghe nói chú muốn đi theo đến căn cứ huấn luyện của ám dạ, con nhắc nhở chú một tiếng, ở trên đảo chỗ nào cũng có bẫy, chú phải cẩn thận đó. Chương 395, nuôi rồi lấy luôn. Máy bay đáp cánh một cách vững vàng. Lục Cận Phong gọi con trai lớn, Hạ Phi, ba giao mấy đứa em cho con đấy. Sau đó anh kéo bà xã đi mất. Hạ Phi nhìn ba cậu em trai trên máy bay. Cảm thán một tiếng, làm anh lớn thật không dễ dàng. Mọi người lần lượt xuống máy bay, Vạn Nhất cười híp mắt hỏi, có cần giúp đỡ không? Gần đây lượng sữa của Tam Bảo và Tứ Bảo rất tốt, cân nặng từ từ tăng, hay thật, còn chưa đến 4 tháng mà đã gần được 9 cây gì rồi, tay chân đều mập như ngó sen, cằm thì càng khỏi nói, chắc chắn là béo ú rồi. Đến bệnh viện kiểm tra, đều bị chẩn đoán là béo phì, bác sĩ bảo vận động nhiều hơn, nên học bơi để giảm béo. Tam Bảo và Tứ Bảo đáng thương, mới có 4 tháng đã phải bắt đầu đi vào con đường giảm cân rồi. Hạ Phi nhanh nhẹn lễ phép, vất vả cho cha nuôi rồi. Nói xong, Hạ Phi nhảy xuống khỏi máy bay rồi đi mất. Hạ Vũ Mặc cũng cười với Vạn Nhất, vất vả cho cha nuôi rồi. Nói xong, cậu cũng nhảy xuống máy bay rồi đi cùng Hạ Phi. Vạn Nhất, nhìn thấy Tam Bảo và Tứ Bảo ở trong xe đang chảy nước miếng, lại còn tỏ vẻ ghét bỏ. Vạn Nhất hơi hối hận vì mình đã nhiều lời. Hai anh em này, có việc thì gọi cha nuôi, không có việc thì gọi Vạn lão nhị, quả thật là vô cùng thực dụng. Ôi, cứ coi như là tập luyện trước đi, dù sao sau này cũng phải làm. Vạn Nhất thở dài một tiếng, mặt nở nụ cười, vỗ vỗ tay với hai đứa bé, nói, nào, cha nuôi đưa hai đứa đi ngắm người đẹp, để che lén nói cho hai đứa biết, trên đảo này người đẹp như mây, tất cả đều là giang sơn mà cha hai đứa gầy dựng cho mấy đứa đấy. Vạn Nhất mỗi tay bế một đứa, đi xuống máy bay. Bế hai đứa bé thật sự là rất bất tiện, anh ta đang định mở miệng gọi Sa Thành Nghị đã xách hòm thuốc lên, tôi bận rồi, phải đến phòng thí nghiệm một chuyến. Hạ Vũ đi qua, cậu Vạn, tôi phải đi xem mọi người huấn luyện như thế nào rồi đây. Hạ Huy, tôi đi sắp xếp bữa tối. Ai ai cũng đi mất. Trên người Vạn Nhất dẫn theo hai đứa nhỏ, cuối cùng bắt được Tô Duy, cậu đó, cậu đến bế một đứa. Tô Duy cảm thấy bất ngờ, tôi. Đừng có tôi anh nữa, cậu thì có việc gì chứ,
ôm một đứa cho tôi. Vạn nhất nhét Tam Bảo vào lòng Tô Duy, còn mình thì bế Tứ Bảo đi. Tô Duy cúi đầu nhìn Tam Bảo trong ngực, ánh mắt phức tạp. Người trên đảo đều đang huấn luyện, Tô Yên đứng trên đá ngầm, huýt sáo với đám người đang chạy cự ly dài ngang qua, ông xã, trên đảo này toàn là trai xinh gái đẹp, thật là bổ mắt. Tô Yên đột nhiên trải nghiệm được thú vui của Lâu Doanh. Cô lại nói một câu, Lâu Doanh chắc chắn sẽ rất thích. Mấy người này toàn là người trẻ tuổi, huấn luyện viên lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 20 mấy tuổi, bình thường đều là mấy thanh niên 17-18 tuổi. Người nào cũng cao 1m8, làn da màu lúa mạch, bổ mắt nhất là cơ bụng. Lục Cận Phong đưa tay che mắt Tô Yên lại, toàn là mấy con gà con, có gì đẹp chứ, tối nay nhìn chồng em này. Tô Yên cười phụt một tiếng, gạt tay Lục Cận Phong ra, ghen à. Trên dưới cả người anh, có chỗ nào em chưa nhìn thấy chứ? Lục Cận Phong nghiêng đến bên tai Tô Yên, hỏi với giọng trầm thấp, vậy anh đẹp hơn, hay bọn họ đẹp hơn, hửm. Hơi thở nóng rực tràn đầy hút môn nam tính, khiến Tô Yên cảm thấy người mình hơi mềm đi. Chữ hửm cuối cùng mang theo chút uy hiếp, như kiểu nếu em dám nói anh không đẹp, anh sẽ khiến em không xuống được giường. Nghĩ đến sức chiến đấu của người nào đó trên phương diện kia, Tô Yên hơi mềm yếu mà nói, ông xã, anh đẹp nhất. Trong lúc nói, có một đám nhóc đáng yêu chạy qua, lớn nhất cũng chỉ 10 mấy tuổi, còn nhỏ nhất. Ánh mắt của Tô Yên nhìn đứa nhỏ bị rơi lại sau cùng, hai mắt phát sáng, ông xã, con bé đó đẹp quá. Những đứa nhỏ khác đều bị phơi nắng thành màu lúa mạch, chỉ có cô bé đó là vẫn có làn da trắng nõn, đường nét tinh xảo, đôi mắt vô cùng to. Tô Yên không kìm được mà chạy qua, đôi mắt còn là màu xanh nhạt, môi đỏ răng trắng, mái tóc màu đen nhánh, xinh đẹp như búp bê vậy. Tô Yên đột nhiên cảm thấy ông xã nhà mình thật tàn nhẫn, Lục Cận Phong, một cô bé đáng yêu như vậy, anh cũng nhẫn tâm để nó đi theo huấn luyện, nó mới mấy tuổi chứ? 3 tuổi đúng không? Giọng nói trẻ con của cô bé vang lên, năm nay con 3 tuổi rưỡi rồi. Giọng nói rõ ràng. Tô Yên nhìn đến vô cùng yêu thích, quay đầu nhìn về phía Lục Cận Phong, em muốn ôm về nhà nuôi. Nếu cô có thể sinh được một đứa con gái xinh đẹp như vậy, có nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh dậy. Lục Cận Phong đi qua, nói con bé tên Kawaii, mới lên đảo được 1 năm, trước kia không có đi theo huấn luyện, không biết tại sao ông tiết lại cho nó đi theo. Kawaii. Tô Yên cười nói, oa, cái tên thật dễ thương quá, ủa, người nước ngoài à? Con Lai à, Lai nước nào với nước nào vậy? Không rõ, là do ông Tiết đem về. Lục Cận Phong nói, ông Tiết nói là cô Nhi. Lục Cận Phong, em nghi ngờ các anh lừa gạt buôn bán trẻ em, nhìn thấy mấy bé xinh đẹp thì nói là cô Nhi, trước kia Hạ Phi cũng bị bắt vào đây bằng cách này. Lục Cận Phong dở khóc dở cười, đây không phải là chó ngáp phải ruồi sao, bắt con trai của mình. Không phạm pháp. Vậy đứa bé này thì sao? Tô Yên chỉ cô bé. Lúc này, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đi qua. Kawaii phấn khích chạy về phía Hạ Phi, anh Phi, anh về rồi à? Tô Yên và Lục Cận Phong nhìn nhau một cái. Lục Cận Phong cười nói, Yên Yên, bắt con dâu nhà mình, có phạm pháp không? Nuôi rồi lấy luôn. Chương 396, chỉ chọn một con cừu để nhổ lông. Anh Phi, em nhớ anh quá. Hai vợ chồng Lục Cận Phong. Con dâu tương lai, thật là tuyệt vời. Hạ Phi cho Lục Cận Phong và Tô Yên một cái nhìn đừng có suy nghĩ lung tung, sờ sờ đầu Kawaii, ông Tiết càng ngày càng biến thái. Còn nhỏ như vậy mà đã bắt đầu bắt em huấn luyện rồi. Sau này anh sẽ dạy dỗ ông Tiết một trận. Lục Cận Phong nói, những đứa trẻ đến đảo đều bắt đầu huấn luyện từ khi 3 tuổi. Khi con đến đảo đã quá tuổi rồi. Bố à, bố có hiểu thương hoa tiếc ngọc không? Kawaii là con gái. Huấn luyện muộn thì có sao chứ? Sau này có con bảo vệ em ấy là đủ rồi, em ấy không cần phải huấn luyện. Tô Yên nhìn thấy Lục Cận Phong bị trả lời lại, lén cười, nhỏ giọng nói, nhìn xem, con trai của em có giống anh không? Lục Cận Phong buồn bực nói, anh nghi ngờ con trai của em muốn xoán ngôi, hiện tại đã bắt đầu không nghe lời anh rồi. Quen rồi thì tốt, chuyện này không phải tốt lắm, anh có thể về hưu nghỉ ngơi sớm. Điểm mấu chốt là có 4 đứa con trai, phải phân chia như thế nào? Anh lo lắng 4 anh em tụi nhỏ sẽ tranh giành tài sản sao? Tô Yên nói, như vậy thì không được, xoán ngôi thì được, còn tranh giành gia sản thì mơ đi, tiền đều là của em, sẽ vào trong túi của em, đã vào túi của em rồi thì đừng nghĩ đến việc rút ra được 1 xu nào. Lục Cận Phong đề nghị, hay là chúng ta chuyển tài sản đi?
chúng ta sẽ than nghèo. Đó là một ý kiến không tệ, làm như vậy đi. Đôi vợ chồng nói là thì thầm, nhưng âm lượng của những lời thì thầm này những người trong bán kính vài trăm mét đều có thể nghe thấy hết. Hạ Phi cạn lời, rồi nó, mẹ, mẹ có thể quan tâm đến tân hồn non nớt của con và em được không? Tô Yên quay đầu mỉm cười, chớp chớp mắt giả vờ khóc, cục cưng Hạ Phi, cha và mẹ quả thực rất nghèo, sau này phải dựa vào anh em các con phụng dưỡng bọn mẹ đấy, thật sự rất nghèo. Mẹ cảm thấy con có thể ra mắt lại, đi đóng phim truyền hình, làm người mẫu hay cái gì đó, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, bản thân trị giá hàng trăm tỷ, rồi khóc than mình nghèo à? Hạ Vũ Mặc nói, mẹ, tụi con đã không còn là con nít 3 tuổi. Hạ Phi bổ sung thêm, tụi con sắp được 6 tuổi rồi. Hạ Vũ Mặc, mẹ à, mẹ đừng có keo kiệt như vậy nữa, cẩn thận con dâu chạy mất đấy. Đúng lúc này, Hạ Vũ chạy tới, đại ca, bên tài chính xin một khoản phí huấn luyện. Chắc là sẽ cần khoảng 10 triệu tệ. Phải mua trang bị mới. Không đợi Lục Cận Phong lên tiếng, Tô Yên người nắm quyền phụ trách tài chính lập tức nói, không có tiền, tụi tôi đang nghèo đây. Lục Cận Phong gật đầu. Ra vẻ nghiêm túc nói, cậu cũng đã thấy rồi. Mợ Lục nói nghèo chúng là nghèo. Đi tìm Vạn Nhất Tài trợ đi. Hạ Vũ gãi đầu, a, lại tìm anh Vạn này à. Gặp phải đôi vợ chồng keo kiệt này, ngay cả Hạ Vũ cũng cảm thấy xót xa cho Vạn Nhất. Chồng à, em đói rồi. Tô Yên sờ sờ bụng, đổi chủ đề. Lục Cận Phong phối hợp rất ăn ý, anh đưa em đi ăn gì đó nhé. Được đấy, chồng ạ. Hai vợ chồng cứ như vậy mà đi mất. Vạn Nhất bế bé Tư tới, sao mọi người đều ở đây thế, Hạ Phi, cháu nhìn bé Tư xem có phải đã ị đùn rồi không, hôi quá. Hạ Phi nhìn một cái, thực sự đã ị đùn rồi. Hạ Phi ôm em trai và nháy mắt ra hiệu với Hạ Vũ. Hạ Vũ lập tức kéo Vạn Nhất, anh Vạn, bên tài chính cần một ít tiền, anh đến quẹt thẻ đi. Muốn tiền thì đi tìm đại ca đấy, tìm tôi làm gì, đừng kéo, đừng lôi, đây là bộ quần áo tôi mới may đấy. Đại ca nói rằng không có tiền, đi tìm anh đi, anh Vạn, đi thôi. Hạ Vũ trực tiếp lôi kéo người đi mất. Vạn Nhất kêu la, tôi cũng không có tiền mà, tôi còn phải giữ lại để làm của hồi môn cho mình nữa. Hạ Phi phản ứng lại, lớn tiếng hỏi, em ba của tôi đâu? Cậu của nhóc đang bế đấy. Vừa nghe Vạn Nhất nói đã đưa bé ba cho Tô Duy, Hạ Phi lập tức đưa bé Tư cho Hạ Vũ Mặc, em đi thay tã lót đi, anh sẽ đi tìm em ba. Hạ Phi nói rồi rời đi, Kawaii cất cái chân ngắn đuổi theo, anh Phi, anh chờ em với. Lục Cận Phong đưa Tô Yên trở về phòng, nơi này có đủ mọi món ăn uống, vui chơi, mắt hướng ra biển, phong cảnh đẹp hơn nhiều so với các địa điểm du lịch. Tô Yên nằm ở trên ghế mây, vừa ăn trái cây để lót dạ, vừa hỏi, hòn đảo này lớn bao nhiêu? Lớn như một thị trấn. Lục Cận Phong lấy máy tính ra, đang nhìn thứ gì đó. Tô Yên tò mò, anh đang nhìn cái gì vậy? Cô bước tới, thì mới phát hiện Lục Cận Phong đang xem camera giám sát toàn bộ hòn đảo, hình ảnh rất rõ ràng, độ sắc nét cao, thậm chí có người nào đó mà ngồi xổm trong bụi cỏ để đi có thể nhìn thấy. Lục Cận Phong nói, hòn đảo có camera giám sát mọi hướng, cũng có nhiều bẫy. Em đừng đi lang thang khi chỉ có một mình. Tốt nhất nên có người dẫn đường. Tô Yên nhìn thấy Tô Duy trong video, Tiểu Duy đang bế bé ba. Lục Cận Phong đã nhìn thấy từ lâu rồi, anh xem video cũng vì muốn tìm xem Tô Duy đang ở đâu. Tô Duy bế bé ba đi dạo trên bãi biển, dạo quanh khu vòng ngoài hòn đảo, cứ đi mãi. Tô Yên tò mò, Tiểu Duy đang làm gì vậy? Chắc là đang tò mò, nên đi dạo xung quanh một vòng. Lục Cận Phong nói, anh đã bảo Jenny đưa người trở về rồi. Sự chú ý của Tô Yên đổ dồn vào Jenny. Jenny là ai? Lục Cận Phong. Lối suy nghĩ của phụ nữ thật khó nắm bắt. Khi nào Lâu Doanh sẽ đến? Đừng đổi chủ đề, Tô Yên nheo mắt, nghiêm túc nói, anh đổi chủ đề nhất định là có gì mờ ám. Jenny đó là ai? Là nữ đúng không? Là nữ, thành viên của ám dạ, lát nữa em sẽ gặp thôi. 20 phút sau, Tô Yên đã nhìn thấy Jenny phong tình dị tộc, lấy tên nước ngoài, có khuôn mặt của người dân tộc thiểu số, đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt. Vô cùng có duyên. Đại ca, tôi đưa người về rồi. Jenny bước sang một bên, Tô Duy ôm bé ba đi vào. Chị à, hòn đảo này lớn quá, đẹp quá. Vừa rồi em nhìn thấy họ đang huấn luyện.
trang thiết bị ở đây còn hoàn thiện hơn cả nơi mà Lệ Quốc Minh đã đưa em đến huấn luyện. Thảo nào chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi ám dạ đã nổi dậy. Trước đây ngay cả khi ám dạ đã phải chịu thiệt hại nặng nề, nhưng cũng không hề tổn thương đến gốc rễ. Gốc rễ của ám dạ là hòn đảo này. Lục Cận Phong ôm bé ba, nếu thích thì cậu cứ ở lại một khoảng thời gian. Anh sẽ bảo Jenny đưa cậu đi xem một vòng xung quanh. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn anh rể. Lục Cận Phong đưa mắt ra hiệu với Jenny, mang cậu ấy đi dạo xung quanh đi, đừng đi đến rừng sương mù. Vâng, đại ca. Jenny dẫn Tô Duy đi mất. Tô Yên hỏi, tại sao không thể đi đến rừng sương mù? Có nguy hiểm gì à? Hay là... Rừng sương mù quanh năm đều có sương mù, không chắc có thể đi ra được. Lục Cận Phong ngắn gọn xúc tích giải thích, rồi nói, hình như đến giờ cho con trai uống sữa rồi, anh sẽ đi pha sữa bột. Tin tức Lục Cận Phong đưa vợ về đảo đã nhanh chóng lan ra khắp hòn đảo. Rất nhiều người tò mò không biết rốt cuộc đại ca đã tìm được một cô vợ như thế nào, nên thỉnh thoảng lại có người giả vờ đi ngang qua trước nhà, lén nhìn xem khuôn mặt thật của em vợ trong truyền thuyết. Tô Yên mặc váy dài, tóc dài xõa tung, nhàn nhã ngồi trên ghế mây, phát hiện có người nhìn trộm, cô mới quay đầu nhìn lại. Một ánh mắt, một cái quay đầu, gió biển thổi bay mái tóc dài cùng chiếc váy dài của Tô Yên, toát ra tiên khí. Tin tức đại ca cưới được một cô tiên nữ lập tức lan truyền khắp hòn đảo. Trước cửa nhà càng lúc càng có nhiều người đến nhìn trộm hơn, Lục Cận Phong dứt khoát đóng cửa sổ lại, thậm chí đến bữa tối cũng ở trong nhà ăn với Tô Yên, không hề đi ra ngoài. Tô Yên nói đùa, anh đang muốn giấu người đẹp trong ngôi nhà bằng vàng à. Người cấp dưới càng ngày càng không có quy tắc, nên lập ra một số quy tắc rồi. Đét nói chuyện, Lục Cận Phong từ máy tính phát hiện có thứ gì đó kỳ lạ ở bên ngoài đảo, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chương 397, chị à cô thật là giỏi. Sao thế? Có động tĩnh, Lục Cận Phong nhìn chằm chằm màn hình máy tính lẩm bẩm nói, tại sao chuông báo động lại không kêu? Xung quanh hòn đảo đều được cài đặt báo động, một khi có người đột nhập hoặc có gì kỳ lạ hệ thống cảnh cáo sẽ kích hoạt. Tô Yên tiến lại gần nhìn, trong màn hình giám sát đèn không sáng lắm, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Dường như có vật gì đó ở trên. Hai vợ chồng nhìn nhau chăm chú, Lục Cận Phong đang định phát tín hiệu cho bảo vệ đảo, Tô Yên vội vàng nói chồng, ma nước. Nghe vậy, Lục Cận Phong nhìn sang, trong video trên máy tính. Một người phụ nữ tóc dài từ dưới biển trèo lên, tóc tai che hết cả mặt, hai tay mảnh khảnh, đang bò về phía trước mặt đất. Trong bóng đêm, cộng với việc bò lên khỏi biển, thực sự rất đáng sợ. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, Tô Yên kinh ngạc, chồng, anh nhìn xem. Lục Cận Phong nhìn thì cũng rất kinh ngạc, sao em ấy lại lên bờ. Vạn nhất ăn cơm tối quá nhiều, nên ra ngoài đi vòng quanh, tản bộ, nhưng thực ra cũng là vì trong lòng buồn bực. Anh ta đã bị lừa thêm 10 triệu nhân dân tệ, đó là tiền cưới vợ của anh ta, không đúng, là của hồi môn của anh ta. Đau quá. Vạn Nhất ôm ngực, vừa lẩm bẩm vừa bước đi, thật sự là một gia đình quỷ hút máu mà. Bắt một con cừu như tôi để nhổ lông, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị mấy người nhổ sạch mất. Đang đi, Vạn Nhất chợt phát hiện phía trước có động tĩnh nên tò mò tiến lại gần, thấy một người phụ nữ toàn thân ướt sũng bò lên khỏi mặt nước, mái tóc dài che mất khuôn mặt. Anh ta sợ hãi nhảy dựng lên, ôi mẹ ơi, ma nước kìa, tôi gặp phải một con ma nước rồi. Im miệng. Con ma nước tức giận gầm lên một tiếng. Ồ, không phải, là Lâu Doanh. Giọng nói này Vạn Nhất đã quá quen thuộc rồi, anh ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn. Lâu Doanh dùng tay kéo tóc đang dính trên mặt mình ra, lộ ra khuôn mặt, trừng mắt nhìn Vạn Nhất, anh mới là ma nước đấy, cả nhà anh đều là ma nước. Lâu Doanh. Vạn Nhất kinh ngạc nhìn Lâu Doanh. Lâu Doanh đang trông rất thảm hại, cả người ướt sũng, bộ quần áo mỏng dính sát vào người cô, làm lộ ra hết vóc dáng hoàn hảo của cô ấy ra. Vóc dáng nhấp nhô đẫy đà, một vòng eo nhỏ nhắn. Vạn Nhất nuốt nước bọt thầm nói một câu, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Lâu Doanh ngồi dậy, ngồi khoanh chân, vắt nước trên quần áo của mình, vắt ra rất nhiều nước. Cô ấy thật sự rất mệt mỏi, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, Vạn Nhất đứng đó. Từ góc độ này của anh ta mà nhìn xuống, đôi mắt này thật sự rất may mắn. Vạn Nhất lỗ tai đỏ bừng, ngồi xuống bên cạnh, nói đùa, sao cô lại từ dưới nước bò lên thế? Đây là đang lướt sóng Tam Á, rồi lướt thẳng tới đây luôn à? Thiếu đòn đúng không? Lâu Doanh giơ tay lên, làm động tác giả đánh người,
tiếp tục vắt nước trên quần áo của mình ra, chị tôi kêu tôi tới, gửi cho tôi một cái vị trí mơ hồ. Hệ thống định vị trên thuyền không định vị được nên tôi bơi qua đây. Bơi, bơi qua. Vạn Nhất kinh ngạc thực sự không tìm được từ ngữ nào để diễn tả nổi, không khỏi dở khóc dở cười. Chị ơi, từ chỗ thuyền bị mất định vị tới đây, ít nhất cũng là 20 cây em nữa. Cô bơi qua đây sao? Nếu không thì tại sao cô ấy lại mệt như vậy, cô ấy sắp mệt như con chó rồi. Lâu Doanh nhìn Vạn Nhất chằm chằm, làm sao anh biết cách đó 20 cây em? Hệ thống định vị không hoạt động có phải là do anh dở trò không? Đây là căn cứ huấn luyện của ám dạ, cô nghĩ thật sự nghĩ dễ dàng tìm thấy như vậy sao? Tất cả các con tàu khi đến cách đảo 20 cây em, hệ thống định vị đều sẽ không thể định hướng được nữa. Chúng sẽ tự động lệch đường, dẫn đến một hướng khác, đi vòng quanh đảo. Lâu Doanh lẩm bẩm, thảo nào, tôi đã vòng mấy vòng rồi, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vạn Nhất cười nói, vậy nên cô bơi tới đây. Sao cô không gọi điện thoại cho chị gái cử người đến đón cô? Lâu Doanh nhất định sẽ không thừa nhận rằng mình đã quên chuyện này, lạnh lùng nói, ta thích làm những chuyện thử thách, tôi còn tưởng rằng ám dạ mấy người lợi hại lắm chứ, bà đây vẫn có thể lên được bờ, anh thấy không? Lần này coi như là bà đây miễn phí dạy cho anh một bài học, kiểm tra hệ thống phòng ngự của mấy người, xem ra hệ thống phòng ngự của mấy người vẫn chưa được, cần phải cải thiện thêm đấy. Lâu Doanh dùng giọng điệu không cần phải quá cảm ơn tôi đâu để nói. Lâu Doanh đứng dậy, vỗ nhẹ cát trên người rồi đi về phía trước, Vạn Nhất nhắc nhở cẩn thận. Giọng nói còn chưa kịp vang, Lâu Doanh đã giẫm phải một cái bẫy, cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì dưới chân cô ấy đã mất trọng tâm, một tấm lưới tóm lấy cô ấy, khiến cô ấy vấp ngã, lập tức có vô số tia sáng đỏ bắn lên người cô ấy. Đây là tia gamma có thể băm nát thịt người ta ra. Lâu Doanh, trái tim của Vạn Nhất muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lâu Doanh bật ra một loạt câu nói bậy, mẹ nó, làm thật à. Trong khi nói, Lâu Doanh đã né được một tấm lưới. Các tia gamma sẽ tùy theo tình hình mà chiếu qua người, bị mắc vào lưới, chuyển động của Lâu Doanh bị hạn chế, cũng không còn linh hoạt nữa. Chỉ cần có chút sơ suất, cái mạng nhỏ này sẽ phải để lại đây luôn mất. Ngay khi một tia gamma sắp chiếu xuyên qua Lâu Doanh, Vạn Nhất đã nhanh chóng kéo công tắc bên cạnh xuống. Các tia gamma biến mất. Lâu Doanh nằm trên mặt đất vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Lâu Doanh, Vạn Nhất lập tức cởi lưới cho cô ấy, thả người ra, rồi lại đỡ cô ấy đứng dậy có bị thương không? Lâu Doanh vỗ về trái tim bé bỏng của mình, mẹ ơi, chuyện này thật là đáng sợ, cái mạng của bà đây suýt chút nữa là đã phải để ở đây luôn rồi. Bây giờ cô còn đánh giá thấp ám dạ nữa không? Vạn Nhất thở phào nhẹ nhõm, nói, lần này xem như là dạy cho cô một bài học. Đừng đánh giá thấp một tổ chức chỉ trong vài năm nay đã có thể nhanh chóng phất lên. Ở trên đảo nơi nào cũng có bẫy, cô đừng đi lung tung. Lâu Doanh, Vạn Nhất đã trả lại cho cô ấy y chang những lời ban nãy cô ấy nói. Cách đó không xa, Tô Duy đang nấp dưới gốc cây chuối, đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Chuyện đam mỹ, Hạ Phi thực sự không lừa cậu ta. Trên hòn đảo này, chỗ nào cũng có bẫy. Nếu vừa rồi cậu ta dẫm phải bẫy, chắc chắn sẽ không may mắn như Lâu Doanh. Lâu Doanh, Tô Yên và Lục Cận Phong đến, khi họ nhìn thấy từ camera giám sát rõ cái thứ gọi ma nước chính là Lâu Doanh, bọn họ ngay lập tức chạy đến. Vừa rồi Lâu Doanh đã lăn vài vòng trên mặt đất, trên người toàn là cát, đầu tóc cũng có hơi nhếch nhác. Chị, Lâu Doanh vẫy tay. Nhìn thấy Lục Cận Phong đi tới, Vạn Nhất bình tĩnh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cho Lâu Doanh. Lâu Doanh liếc nhìn anh ta một cái, anh đưa đồ của anh cho làm gì, tôi không lạnh. Vạn Nhất không nói nên lời. Cả người đã ướt thành ra bộ dạng gì rồi, mấy mảnh vải trên người đó có thể che được cái khỉ gì? Không che được cái khỉ gì cả. Khoác đi. Vạn Nhất quấn chặt quần áo vào người Lâu Doanh, che đi tất cả những chỗ đáng phải che. Tô Yên bước tới, Lâu Doanh, em thật sự không làm việc theo lẽ thường mà. Làm sao em lại có thể bò từ dưới nước lên được? Vừa rồi chị nhìn thấy em trong camera giám sát, chị đã hết cả hồn đấy. Vạn Nhất trả lời thay cho Lâu Doanh, cô ấy giỏi lắm. Đã bơi từ phía bên ngoài cách đây 20 cây em đến đây, ban nãy, cô ấy còn vô cùng trượng nghĩa thử nghiệm giúp các máy móc bảo vệ của hòn đảo nữa. Lục Cận Phong liếc nhìn cái bẫy bị kéo xuống miệng cống, cũng cảm thấy rất khâm phục cô em vợ này. Lâu Doanh liếc nhìn Vạn Nhất một cái, gà luộc. Có phải anh đã chán sống rồi không? Có tin tôi ném anh xuống nước,
ngâm nước một đêm. Rõ ràng anh biết có bẫy, vậy tại sao anh lại không nhắc nhở tôi sớm hơn một chút, tôi thấy anh rõ ràng là muốn mưu hại chị đây, anh còn đang ghi hận tôi vì trước đây đã bổ nhào vào người anh, một người đàn ông như anh thật là quá nhỏ mọn. Tất cả mọi người, còn có thể lôi chuyện này ra nói nữa à? Lâu Doanh, đi thay quần áo với chị trước đi nhé. Tô Yên nhanh chóng kéo Lâu Doanh đi. Chương 398, nửa đêm leo cửa sổ. Lâu Doanh hoàn toàn bị Tô Yên kéo đi. Đứng tại chỗ, Vạn Nhất che mặt, rồi lại liếc Lục Cận Phong qua kẽ tay, đại ca, anh có thể xem như không nghe thấy không? Lỗ tai tôi không có bị điếc, Lục Cận Phong rất thông cảm vỗ vai Vạn Nhất nói, Vạn Nhất, tôi cảm thấy cậu như thế này không được đâu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có thể tưởng tượng ra được địa vị gia đình rồi đấy. Để tôi chỉ cậu một chiêu, lừa người ta vào ám giả của chúng ta đi. Vạn Nhất dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lục Cận Phong, đại ca, anh nói lời này có phải có chút không thích hợp rồi không? Địa vị của anh trong gia đình cũng đâu thấy cao được bao nhiêu. Nghe lời anh nói, địa vị trong gia đình của em có thể tăng lên được à? Đây là một cặp anh em đồng cảnh ngộ. Lục Cận Phong, ở phương diện này, anh quả thật không có độ tin cậy. Vạn Nhất vỗ vào ngực Lục Cận Phong, tràn đầy tự tin, đại ca, con thỏ nhỏ của em đã sa vào lưới rồi. Địa vị gia đình của em anh đừng bận lòng. Cậu nên lo lắng cho chính mình đi. Lục Cận Phong chế nhạo, nhẹ nhàng nói, không biết em vợ của tôi sẽ phản ứng thế nào khi biết có người đang tương kế tự kế, chỉ động bị đè. Vạn Nhất nghiến răng. Đúng là một kẻ tiểu nhân mà. Thà làm mất lòng quân tử còn hơn đắc tội với kẻ tiểu nhân. Vạn Nhất đột nhiên nở nụ cười, đại ca, vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, anh đừng có xem là thật, làm sao em lại không nghe lời của anh được. Anh nói cái gì, chính là như vậy, không phải chỉ là lừa Lâu Doanh gia nhập ám dạ thôi sao, chuyện nhỏ. Thời hạn một tháng. Không thành vấn đề, Vạn Nhất ra hiệu ok. Dọn dẹp chỗ này đi. Gần đây, tôi đã bảo người bổ sung thêm một vài cái bẫy trên đảo. Cậu nên cẩn thận hơn một chút. Nếu không biết rõ nơi đặt bẫy, thì tự mình đến phòng thông tin để xem bản đồ, học thuộc đi nhé. Vạn Nhất thắc mắc, đại ca. Tại sao anh lại đột nhiên đặt thêm một bẫy vậy? Hòn đảo của chúng ta đã vững như thành đồng, đủ an toàn rồi. Yên Yên gần đây luôn gặp ác mộng, nằm mơ thấy có rất nhiều ma nước bò lên khỏi mặt nước, cho nên những cái bẫy này không chỉ phải đề phòng người, mà còn phải chống ma quỷ nữa. Chống ma quỷ? Tại sao Vạn Nhất lại cảm thấy những lời của Lục Cận Phong có ẩn ý gì trong đó nhỉ? Đại ca, ý anh là Lâu Doanh. Trên thế giới này có mấy cô gái ngốc nghếch như Lâu Doanh. Thật sự bơi qua hàng chục cây em rồi lén lẻn bờ chứ. Vạn Nhất nghĩ rằng Lục Cận Phong đang giễu cợt Lâu Doanh. Bản đồ ở trong phòng thông tin. Cậu rảnh thì tự mình đến đó xem đi. Đã muộn rồi. Tôi đi coi con trai của tôi đây. Lục Cận Phong bỏ lại những lời đó rồi rời đi. Vạn Nhất cài đặt lại cái bẫy, mở cửa cống ra, mọi thứ được khôi phục lại như lúc đầu, sau đó anh ta mới rời đi. Sau khi mọi người rời đi, từ dưới gốc cây chuối Tô Duy bước ra, nhìn chằm chằm theo hướng Lục Cận Phong và Vạn Nhất rời đi. Chấm chấm chấm. Tô Yên chuẩn bị một ít quần áo sạch sẽ cho Lâu Doanh, đứng ở ngoài cửa phòng tắm, quần áo chị đền ở trên giường cho em nhé. Biết rồi chị, Lâu Doanh hơi hé cửa ra một chút, ló cái đầu ra ngoài, Phi Minh vẫn đang ở bên ngoài, chị, phái người đến đón đi. Được rồi, Tô Yên tò mò, Phi Minh còn biết đứng đợi tại chỗ, sao ngươi lại bơi tới đây? Cũng không biết gọi điện thoại cho chị sẽ bảo người tới đón. Đây không phải là do nhất thời cao hứng nên quên mất sao? Lâu Doanh cười nói, chị à, căn cứ huấn luyện trong ám dạ, không biết có bao nhiêu người trong giới nghĩ muốn vỡ đầu cũng muốn tìm ra nó, nhưng không ai tìm được, nhưng đã bị em tìm ra rồi, nếu mà nói ra ngoài, giá trị của em sẽ tăng gấp đôi. Mặc dù Tô Duy đã gửi định vị rồi nhưng cuối cùng vẫn chính Lâu Doanh tự tìm ra vị trí chính xác. Tô Yên hỏi, trước đây có phải Lệ Quốc Minh cũng muốn tìm ra căn cứ huấn luyện của ám dạ đúng không? Đó là chắc chắn rồi, thỏ khôn có nhiều chỗ ẩn nấp, ngay cả cái tổ cũ của con thỏ cũng không biết, làm sao có thể lăn lộn trong giới được. Lâu Doanh mặc áo choàng tắm đi ra, nhưng không ai tìm thấy. Lúc trước, em và Phi Minh đã phát hiện ra rất có thể nó ở vùng biển này. Tụi em đã trôi dạt trên biển mấy ngày đêm nhưng cũng không tìm thấy, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Được rồi, vậy em đi ngủ sớm đi, chị đi xem bọn trẻ. Tô Yên đi tới cửa, lại đầy ẩn ý nói thêm, đúng rồi, phòng của Vạn Nhất ở bên cạnh,
buổi tối đi ngủ em nhớ đóng kín cửa sổ lại. Con gái ở bên ngoài, phải biết bảo vệ chính mình. Lâu Doanh sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười xấu xa, nhỏ giọng tự nhủ, nên đóng chặt cửa sổ lại phải là người nào đó mới đúng. Đêm khuya, khi mọi người đang say giấc nồng nhất, Lâu Doanh mở cửa sổ, nhảy ra khỏi cửa sổ, cơ thể mạnh mẽ nhảy sang cửa bên cạnh. Chương 399, làm điều ngược lại. Đêm khuya lộng gió. Phòng của Vạn Nhất tối đen như mực, cửa sổ vẫn đang mở. Lâu Doanh ẩn nấp, ngồi xổm xuống dưới cửa sổ, cô ấy chỉnh lại tóc của mình, cố tình làm nó rối như ổ gà, rồi lấy tóc che mặt lại. Vạn Nhất đang nằm trên giường, trong khi Lâu Doanh thỉnh thoảng lại kêu meo meo như mèo, thỉnh thoảng lại kêu lên như sói, Vạn Nhất trên giường vẫn không hề cử động. Liếc nhìn một viên đá nằm trong góc, Lâu Doanh nở một nụ cười gian xảo, tóm lấy viên đá trong tay và ước lượng thử, nhắm chuẩn rồi ném về phía đầu giường. Bụp, ầm một tiếng, Vạn Nhất từ trên giường giật mình ngồi dậy, sấm sét à. Lâu Doanh vội vàng trốn xuống dưới cửa sổ. Vạn Nhất mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, tầm mắt đã thích nghi với môi trường bóng tối, nên vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nước biển dâng trào, sóng vỗ vào bờ, gió biển thổi vào khiến người ta cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Không sao, ngủ tiếp thôi. Vạn Nhất tự lẩm bẩm một mình, nằm xuống và chuẩn bị đi ngủ, thì bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng mèo kêu meo meo. Trên đảo đâu ra mèo hoang vậy nhỉ? Vạn Nhất vén chăn bông, bước ra khỏi giường, đi tới bên cửa sổ, lẩm bẩm trong miệng, mùa này, hình như là mùa mèo động dục. Lâu Doanh đang ở dưới cửa sổ, nghe thấy câu này, trong lòng thầm oán, anh mới là mèo hoang đấy. Lâu Doanh lắng nghe tiếng bước chân, tính toán thời gian, đợi đến khi người tới gần, chuẩn bị đóng cửa sổ lại, cô ấy giơ hai tay lên, chậm rãi đứng lên, miệng nói, trả mạng cho ta chết oan uổng quá, ta sẽ bóp chết ngươi. Lâu Doanh cố ý mặc váy đỏ, tóc dài buông xõa, trời lại đang rất khuya, chuyện này rõ ràng là có thể dọa người ta mất cả hồn. Ma kìa, ma nữ kìa. Vạn Nhất sợ đến mức chạy loạn xạ trong phòng. Lâu Doanh cố nén cười, từ cửa sổ leo vào nhà, hệt như ma nữ áo đỏ trong phim kinh dị, tiếp tục giả làm ma, mau để ta bóp cổ ngươi, ngươi chết rồi, ta mới có thể đầu thai được. Vạn Nhất đang nháo nhào chạy quanh phòng, nơi anh ta trốn, Lâu Doanh đã đến trước chặn anh ta, đứng trước mặt anh ta để hù dọa, ta muốn bóp chết ngươi, ngươi đừng trốn nữa. Mẹ ơi, có ma. Vạn Nhất quay đầu bỏ chạy. Sau đó, sẽ có cảnh tượng tiếp theo. Vạn Nhất nhảy tương tương khắp phòng tìm chỗ trốn, Lâu Doanh vẫn tiếp tục đùa dai để hù dọa anh ta. Ở phòng kế bên nữa, Tô Yên nghe thấy có tiếng nói, nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ hỏi, chồng à, sao hình như em nghe thấy tiếng lợn bị giết đấy? Thôi, ngủ tiếp đi, hai đứa thiểu năng đang chơi game đấy. Lục Cận Phong bỏ iPad tròn, thì thấy Lâu Doanh mặc một bộ đồ màu đỏ, trèo lên cửa sổ, rồi anh lại nghe thấy Vạn Nhất la hét thảm thiết như giết lợn, cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Tô Yên buồn ngủ đến mức không chịu nổi, cô trở mình, tiếp tục ngủ. Bên phía Vạn Nhất, anh ta đã không còn sức để chạy nữa, đi thẳng đến giường kiểu lớn, nhắm mắt lại, điệu bộ như kiểu để mặc cho người ta giày vò, đến đây, ma nữ áo đỏ, ông đây đã từng ngủ với phụ nữ, cũng đã từng ngủ với đàn ông rồi, còn chưa từng ngủ với ma nữ, cũng xem như là một chuyện tươi mới. Ta sẽ bóp chết ngươi, xuống địa ngục cùng với ta đi. Lâu Doanh tiến đến gần mặt Vạn Nhất để dọa anh ta, còn chưa nói xong, Vạn Nhất đã trở mình đứng dậy, đè Lâu Doanh xuống dưới thân mình, nhanh chóng trói tay cô ấy lại, rồi cố định chặt trên đỉnh đầu cô ấy. Những người khác là chết dưới những bông hoa mẫu đơn, có làm ma cũng vẫn phong lưu. Ông đây thì lợi hại rồi, trực tiếp phong lưu cùng với một con ma. Nói rồi, Vạn Nhất cắn con ma nữ mặc áo đỏ một cái. Ồ, không đúng, đó là cổ của Lâu Doanh. Đau. Lâu Doanh đau đớn rên rỉ lên một tiếng, cũng không còn giả vờ nữa, mắng, gà luộc, thả tôi ra, anh là chó hay sao vậy? Lâu Doanh vùng vẫy lắc lư cái đầu qua lại, dùng miệng thổi bay tóc trên mặt, để lộ ra khuôn mặt. Ôi, sao lại là cô? Vạn Nhất kinh ngạc, tôi còn tưởng rằng thật sự là ma mặc áo đỏ. Cái đầu nhát gan, hèn nhát, mới như vậy mà đã dọa cho anh sợ chết khiếp rồi. Chương 400, con trai không nhất định phải là do mình sinh ra. Tiếng sóng càng ngày càng lớn. Thủy triều dâng lên cao. Nước biển đã lan tràn nhiều nơi. Lâu Doanh đứng trên bãi biển quan sát một lúc,
ở nơi xa tít tối đen như mực, cuối cùng chỉ còn lại tiếng sóng xô vào bờ. Chẳng lẽ cô ấy đang bị ảo giác à? Lâu Doanh cũng không nghĩ nhiều, quay trở lại phòng. Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, bên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh huấn luyện. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một nhóm thanh niên cởi trần chạy thể dục buổi sáng. Anh chàng đẹp trai. Lâu Doanh bước tới bên cạnh cửa sổ, chảy nước dãi, ngượng ngùng tự lẩm bẩm một mình, vẫn là một đám chó sói con, chị thích, chó sói con, chờ chị đền cương chiều mấy em đây. Lau nước miếng của cô đi, đừng có nhớ mong đến bọn họ, cũng không nhìn xem mình đã từng tuổi nào rồi. Trâu già gặm cỏ non à. Giọng nói chán ghét của Vạn Nhất từ bên cạnh truyền đến. Lâu Doanh trừng mắt nhìn anh ta một cái, chỉ cho phép đàn ông gặm cỏ non, còn bà đây thì không được phép à. Chỉ cần chị đây có kỹ thuật tốt, mấy con chó sói con này sẽ chạy quanh chị đây mà thôi. Người phụ nữ này thực sự là không hề yên phận. Vạn Nhất cười rất lịch sự tao nhã, người trong ám dạ không vô có mất tiết tháo như cô đâu. Nói xong, Vạn Nhất đóng cửa sổ lại và từ cửa đi ra ngoài. Đã đến giờ ăn sáng rồi. Hà Phi và Hạ Vũ Mặc mới sáng sớm đã đi theo huấn luyện rồi, Lục Cận Phong bị ông Tiết gọi đi mất rồi, Tô Yên cũng bận rộn vội vàng đút sữa cho bé Ba và bé Tư uống. Lâu Doanh đi tìm Tô Yên đòi đồ ăn, chị ơi, ăn sáng ở đâu thế? Trên đảo có một nhà ăn. Em bảo Vạn Nhất đưa em đến đó đi. Chị không có thời gian, Tô Yên đang cho bé Ba mâm sữa. Trong nháy mắt, bé Tư đột nhiên lật người, tên nhóc ngẩng đầu dậy, tò mò quan sát đánh giá xung quanh. Lâu Doanh nhìn thấy Tô Yên bận rộn như vậy, cảm khái thốt ra một câu, ít sinh lại một chút sẽ hạnh phúc cả đời. Tô Yên liếc cô ấy một cái, ấm bé Tư đi rửa mặt thay quần áo đi, sữa bột đã có sẵn rồi, rửa sạch rồi đút cho bé Tư uống. Em còn chưa ăn nữa mà. Lâu Doanh nói vậy, nhưng cô ấy vẫn nhanh nhẹn đi thay quần áo và rửa mặt cho bé Tư. Chị, vừa rồi em nhìn thấy một bầy chó sói con, ai nấy cơ thể cũng đều rất cường tráng, trẻ trung lại năng động. Nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Tô Yên xoa trán, Lâu Doanh, em có thể có chút tiền đồ được không? Lúc trước em đã trúng phải Mỹ Nam kế của Lãnh Phùng, nên mới gặp tai nạn, em vẫn chưa chừa nữa sao? Phi Minh đã ở bên em nhiều năm như vậy rồi, sao chị chưa từng thấy con bé mê mẩn ai hết vậy? Chị, cũng may là có chị nhắc nhở em, nếu không suýt chút nữa em đã mắc bẫy rồi. Chị nói thật cho em biết đi, đây có phải là âm mưu của anh rể không? Muốn dùng Mỹ Nam kế để lừa em đến đây. Khụ khụ, Tô Yên lúng túng ho khan vài tiếng. Lâu Doanh vỗ đùi, quả nhiên, thật là nham hiểm mà, khiến người ta khó mà đề phòng cho được, còn biết sắp đặt theo sở thích của em nữa chứ. Tô Yên đang định nói vài câu thì nghe thấy Lâu Doanh lén cười, chiều này em thích đấy, anh rể em thật sự quá hiểu em rồi. Khụ 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 khụ, Tô Yên lần này thật sự bị sặc rồi. Lục Cận Phong quả thật là đang dùng Mỹ Nam kế. Nhưng mồi câu không phải là các chàng trai đó, mà là Vạn Nhất. Tô Yên đang nghĩ, cô có nên bảo Lục Cận Phong đổi cách thức hay không? Đang nói chuyện, Bạch Phi Minh đi tới, Tô Yên, ăn sáng ở đâu? Tất cả đều là sáng sớm đến kiếm ăn. Phi Minh, Lâu Doanh nhìn thấy Bạch Phi Minh, chạy đến ôm chặt lấy, tối hôm qua suýt chút nữa mình đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa rồi. Mình đã nghe nói là cậu bơi hơn 20 cây số. Suýt chút nữa bị các cái bẫy trên đảo giết chết. Ai bảo cậu nóng tính, mình kéo cậu lại cũng không nổi. Bạch Phi Minh trời sáng mới đến hòn đảo, Lục Cận Phong đã cử người đến đón cô ta. Tô Yên nói, tôi đã nhờ Hạ Vũ đưa hai người đến nhà ăn rồi. Tô Yên nhìn thấy Hạ Vũ đi ngang qua cửa liền gọi to, Hạ Vũ. Chị dâu, Hạ Vũ đi vào. Tô Yên nói, cậu đưa Lâu Doanh và Phi Minh đến nhà ăn để ăn sáng đi. Nhân tiện. Cậu có thấy Tiểu Duy không? Cậu đi tìm thằng bé và dẫn em ấy đi cùng luôn đi nhé. Tuân lệnh, chị dâu. Hạ Vũ đi trước dẫn đường, Bạch Phi Minh và Lâu Doanh theo sau. Hòn đảo này thật sự rất lớn, sáng sớm đã có rất nhiều người đi huấn luyện. Trên đường đến nhà ăn, Lâu Doanh nhìn thấy Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, hai đứa nhóc chạy bộ buổi sáng cùng với một đám con nít. Những đứa trẻ này trông cũng còn khá nhỏ tuổi. Hạ Phi, Tiểu Vũ. Lâu Doanh phấn khích vẫy tay. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục chạy cùng đội ngũ. Hạ Vũ nói, hai người họ nhất định phải chạy một vòng quanh đảo rồi mới có thể nghỉ ngơi. Tiểu Vũ chỉ vừa mới huấn luyện nên không thể kiên trì được nữa, cùng lắm là chạy 1-2 km. Bạch Phi Minh bày ra dáng vẻ nữ thần lạnh lùng,
ban nãy cô ta có quan sát thấy huấn luyện trong ám dạ đều là kiểu quân sự hóa. Lâu Doanh nhận thấy còn một cô nhóc nhỏ đã bị tụt khỏi đội, Hạ Vũ, cô bé đó nhỏ quá. Từ một khoảng cách nhất định, Lâu Doanh cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô bé. Cô bé chạy dọc bờ biển, dáng người nhỏ bé trông thật tội nghiệp. Hạ Phi thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn lại, nhận thấy cô gái nhỏ đã bị tụt lại phía sau, liền chạy tới để đồng hành cùng cô gái nhỏ. Anh Phi, em chạy không nổi nữa. Bắp chân Kawaii đã đau nhức, mông ngồi phịch xuống mặt đất, chân em đau lắm. Hạ Phi ngồi xổm xuống, xoa nắn chân cho Kawaii, không phải anh đã nói em đừng đi theo rồi mà, nhưng em cứ nhất quyết đòi đi, em đi tìm ông Tiết rồi quay trở về nghỉ ngơi đi. Em muốn ở cùng anh Phi mà. Đôi mắt to của Kawaii lấp lánh, giống như cánh của một con bướm, đẹp vô cùng. Lâu Doanh bước đến và nói đùa, Hạ Phi, còn nhỏ như vậy mà đã biết cách thương xót cho vợ của mình rồi à? Anh Phi, vợ là sao? Kawaii ngây ngô hỏi. Lâu Doanh đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của Kawaii, kinh ngạc thốt lên, dễ thương quá, đẹp quá, trông Kawaii quá. Kawaii cười ngọt ngào, chị ơi, sao chị biết em tên là Kawaii? Lâu Doanh, thực sự có người tên như vậy à? Em tên là Kawaii à? Cái tên này rất hợp với em. Lâu Doanh nhìn không nổi muốn đưa tay ra và chạm vào khuôn mặt của Kawaii. Hạ Phi đứng chặn trước mặt, dì út, dì đừng đụng chạm lung tung. Thằng nhóc thối này, bảo vệ như vậy à, điểm này thật sự là giống với người cha cáo giả của con y như đúc, đều là kẻ bảo vệ vợ. Kawaii ngơ ngác lại hỏi, vợ là cái gì? Lâu Doanh nói, vợ là... Dì nhỏ, đừng nói lung tung. Hạ Phi ngắt lời Lâu Doanh, Kawaii còn nhỏ, dì đừng dậy hư em ấy, Kawaii, đi thôi, anh cõng em đi tìm ông Tiết. Hạ Phi nói rồi cõng Kawaii rời đi, một đứa nhỏ 6 tuổi cõng một đứa nhỏ 3 tuổi, cảnh tượng này rõ ràng là... có chút dáng vẻ của Thanh Mai Trúc Mã. Lâu Doanh tức giận nói, nhìn thấy không, không nghe lời người lớn, thật là bất hiếu mà, bực mình quá. Bạch Phi Minh nói, cô bé đó thực sự rất xinh đẹp. Mình chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy. Mình thấy Hạ Phi chắc là đã xem Kawaii như vợ nuôi từ nhỏ rồi. Dám không tôn trọng người lớn, cẩn thận tớ sẽ cướp người yêu của nó đấy. Bạch Phi Minh hỏi cậu lấy cái gì để cướp? Bây giờ cậu có sinh con trai thì cũng không kịp nữa rồi. Mắt Lâu Doanh lóe lên, ai nói con trai phải tự mình sinh ra chứ, không phải chị gái mình có 4 đứa con trai sao? Lát nữa mình sẽ cổ vũ và xúi dục Hạ Vũ mặc đi đi cướp. Bạch Phi Minh, Hạ Vũ, thật là độc ác mà. Tô Yên lúc này không hề biết Lâu Doanh đang có mưu đồ với con của mình, sau khi cho bé Ba và bé Tư uống sữa xong, cô hoạt động cơ thể một chút, nhìn thấy máy tính của Lục Cận Phong để trên bàn. Cô bước tới mở ra. Tô Yên muốn xem Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đang huấn luyện như thế nào. Chị, Tô Duy bước vào, chị đang xem cái gì vậy? Sao em lại ở đây? Không phải chị đã bảo Hạ Vũ đưa em đến nhà ăn ăn sáng rồi sao? Ban nãy Jenny đã dẫn em đi ăn rồi, chị đang xem gì vậy? Tô Duy tiến lại gần, thấy trên máy tính hiện lên video toàn bộ hòn đảo, cậu ta có thể thấy rõ tất cả mọi người trên đảo đang làm gì. Mỗi người đều giống như đang bị theo dõi. Vẻ mặt Tô Duy phức tạp, chị, có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo sao? Đúng vậy, mọi thứ trên đảo đều đang được giám sát. Tô Yên nhìn Tô Duy nói, bất cứ người nào trên đảo này, bất kể là ai, làm gì, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tô Duy nhìn chằm chằm máy vi tính, đến khi cậu ta quay đầu lại, thấy Tô Yên đang nhìn mình chằm chằm, cậu ta liền nở nụ cười, chị nhìn em chằm chằm như vậy làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.